Chào. Chào cô. Hello các em. Ok, hôm nay chúng ta bắt đầu học buổi thứ sáu. Theo cái tiến độ thì tuần sau mình học 2 buổi và cái tuần kế tiếp được học 1 buổi là chúng ta kết thúc ha. Các em nhớ là ôn bài cho kỹ nha, tại vì cô thấy đợt 1 kiểm tra cái khối đầu tiên thì điểm rất là tốt, nhưng mà đợt 2 kiểm tra 4 lớp, 5 lớp thì chỉ có 1 lớp là điểm là từ 7 thôi trở lên, còn lại là điểm 4 với 4,5 rất là nhiều. Nhưng mà cô nghĩ là các cái câu hỏi của cô là chỉ là hỏi xung quanh những cái gì mà cô đã giảng với các em và nó nằm trong nội dung bài, nên là thường là các em chỉ khi nào mà các em không chịu nghe bài và không chịu xem lại bài thì cái điểm mình mới thấp ha. Tại vì cũng có rất là nhiều bạn điểm 9, 9,5. Cho nên là em lưu ý nha, cô nhắc nhở các em nha. Nhất là những cái em mà tắt camera là cô cũng không biết là các em có học hay là không. Cho nên là các em phải cố gắng nỗ lực. Tại vì trong cái điều kiện mà mình đang khó khăn như vậy mà các em còn không nỗ lực nữa. Không, các em đừng, thời đại này rồi đừng có, do mình là chủ yếu nha, cho nên đừng có đổ thừa là tại mạng rồi rồi vô trễ, vô làm bài thì trễ, rồi không chịu nộp bài, rồi nói là do mạng yếu rồi này kia ha. Thông báo trước 1 tuần thì cái ngày hôm đó là em chịu khó em mua 4G đi, 1 ngày đi là chúng ta đủ sức để chúng ta làm. Và nhớ là canh thời gian nha, nếu mà các bạn chỉ cần trễ khoảng cái chừng là 1 giây thôi á, đóng máy lại là coi như là chúng ta không có gửi bài được. Rồi, đó là những cái mà cô nhắc nhở các em á. Rồi, hôm nay là mình học cái chức năng, cái nhóm chức năng thứ hai đó là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Thì hiện nay là các em đang học cái chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Và cái chuyên ngành này á là rõ ràng là các em đang thực hiện cái quá trình đào tạo, đúng không? Tại vì trước khi mà em vô em học là em hoàn toàn không biết cái gì về nhà hàng và khách sạn hết. Nhưng mà bây giờ em học xong thì em lại có khả năng nắm được là FO nó là gì, hoạt động FO là gì, hoạt động F&B là gì, rồi hoạt động housekeeping là gì ha. Cho nên là chúng ta thực hiện cái nhóm chức năng thứ hai. Mà em biết rồi, trong cái nhóm chức năng thứ hai đào tạo và phát triển thì nó chỉ có một chức năng duy nhất thôi, đó là đào tạo và phát triển. Thì cái nội dung của chiều hôm nay á là cô giới thiệu với các em là gồm có 4 phần. Phần thứ nhất đó là khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Phần thứ hai, tại sao nó lại đóng cái vai trò quan trọng. Phần thứ ba đó là quy trình đào tạo và phát triển, và phần thứ tư đó là định hướng nghề nghiệp. Thì như vậy là chúng ta sẽ đi vào cái đầu tiên, chúng ta tìm hiểu như thế nào là đào tạo vào phát triển. Thì nếu như mà chúng ta chỉ nghiên cứu cả vấn đề đào tạo á, ví dụ em đang tham gia quá trình đào tạo cái chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn, cho nên là cái chương trình này chắc chắn là phải được lên kế hoạch từ trước và sẽ tổ chức về lớp plan, rồi từ nội dung đến hình thức đến tất cả các phương pháp vân vân, rồi cho đến cách đánh giá như thế nào. Nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng á là trang bị cho các em những cái kiến thức và kỹ năng về nhà hàng và khách sạn, đúng không nào? Để khi em làm việc á thì em có thể nâng cao cái hiệu quả làm việc lên. Tất nhiên là em được đào tạo mới, nhưng mà nếu như sau này khi mà em đi làm á thì cái 1 tháng đầu tiên của cái giai đoạn hội nhập á thì ngoài việc đào tạo tổng quát là giới thiệu cái đặc điểm chung và cái nhiệm vụ chung của cái nhà hàng khách sạn em đang làm việc, thì nó còn có một cái chương trình đào tạo thứ hai đó là đào tạo chuyên môn. Thì thiệt ra là mình đi học ở trường, nhưng mà khi mà mình đi ra làm việc thì chắc chắn nó sẽ có một cái khoảng trống giữa cái lý thuyết em học với cái thực tiễn mà em làm việc. Vậy thì người ta sẽ hướng dẫn
sẽ có người được phân công hướng dẫn em, kèm cặp cho em và chỉ bảo cho em cái quá trình em làm việc. Thì cái quá trình mà người ta kèm cặp và hướng dẫn thực chất là để là gì? Là để cho em có thể thực hiện được cái công việc của em, có nghĩa là cái hiệu quả làm việc của em nó sẽ nâng lên. Thì như vậy cô nhắc lại là đào tạo là quá trình được hoạch định và tổ chức nhằm trang bị hoặc là nâng cao kiến thức và kỹ năng cụ thể cho nhân viên để nâng cao cái hiệu quả làm việc ha. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình được đào tạo á, là cái năng lực của mình nó cũng sẽ được phát triển luôn, đúng chưa? Nhưng mà ở đây á, nếu mà xét trên một cái khía cạnh khác á, thì khi mà đào tạo có nghĩa là em không biết cái em còn thiếu kiến thức và kỹ năng, nhưng mà khi mà nói đến phát triển á thì nó lại tạo cho em, cung cấp cho em một cái cơ hội để em có thể phát triển ở một cái lĩnh vực khác. Cho nên khi mà chúng ta nói đến phát triển thì đây lại là quá trình chuẩn bị và bồi dưỡng năng lực cần thiết cho tổ chức trong tương lai. Có nghĩa là gì? Khi đào tạo là đáp ứng cái yêu cầu hiện tại của em, nhưng mà khi mà nói đến phát triển á là nó có thể thay đổi về mặt nghề nghiệp của em ở trong tương lai. Cho nên nếu chúng ta hiểu theo nghĩa rộng thì phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi về hành vi nghề nghiệp của người lao động. Như vậy các em chú ý nha, là thay đổi cái hành vi của em luôn nha, thay đổi, có thể thay đổi luôn cái định hướng nghề nghiệp của em luôn, thì đó là phát triển. Hay nói khác hơn á là đào tạo là cái bề nổi, tại vì em làm được, người ta cung cấp cho em kiến thức kỹ năng để em làm được, nhưng mà khi mà nói đến phát triển á là người ta sẽ coi cái bề kìm, còn bề kìm của em và người ta làm sao đẩy cái bề kìm đó để nâng lên. Và như vậy thì khi mà đẩy cái bề kìm nâng lên thì cái bề nổi nó lại càng càng nhiều hơn. Em có thể hình dung như như vậy. Thì cô nhắc lại là thiệt ra đào tạo và phát triển mình không có tách rời nhau được. Đào tạo là để phát triển, muốn phát triển là phải tham gia quá trình đào tạo. Tuy nhiên ở đây cái sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển thì sẽ có một cái bảng để cho các em thấy là sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển nó như thế nào ha. Cái thứ nhất á, là hồi nãy cô đã nói với các em á, là em làm không được thì em được đào tạo lại. Cho nên á, là cái mục đích của đào tạo á, là đáp ứng cái nhu cầu công việc hiện tại. Nhưng mà với phát triển á, là tôi cho em một cái cơ hội để em phát triển về cái năng lực nghề nghiệp. Cho nên nó lại đáp ứng nhu cầu công việc trong tương lai. Ha, đáp ứng nhu cầu trong 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 tương lai. Có nghĩa là thí dụ như cái này em không tham gia cũng được, không có vấn đề gì hết, nhưng mà em đang đi làm việc, em làm không được, em không tham gia quá trình đào tạo là em bị đào thải ngay ha. Còn cái phát triển á là em không tham gia cũng được, nhưng em sẽ dậm chân tại chỗ và em sẽ không được thăng tiến lên nha. Cho nên cái đối tượng á là đào tạo chỉ áp dụng cho nhân viên yếu thôi nha các em, nhưng mà phát triển là bất kỳ người nào tôi thấy có một cái cơ hội phát triển ở một cái lĩnh vực nào đó thì tôi có thể là cái đối tượng là tôi chọn. Đối tượng là tôi chọn. Cái thứ ba, đào tạo chỉ khắc phục những vấn đề hiện tại thôi, nhưng phát triển là chuẩn bị cho sự thay đổi tương lai. Có nghĩa là thí dụ như bản thân em nha, là em sẽ có cái sự thay đổi về nghề nghiệp. Ví dụ em đang làm ở bên FO, có thể là phát triển cái năng lực của em bên lĩnh vực sales, có nghĩa là trong tương lai em lại trở thành sales representative, hay là em sẽ trở thành sales supervisor, hay thậm chí em trở thành sales manager, tức là em chuyển qua một cái lĩnh vực khác hẳn luôn ha. Đào tạo thì nó chỉ mang cái lợi ích trước mắt thôi, cho nên á cái thời gian của chúng ta là ngắn hạn thôi, và nó nhằm cái mục tiêu ngắn hạn, nhưng phát triển lại nhắm đến cái mục tiêu dài dài hạn. Và rõ ràng đào tạo nó mang tính bắt buộc, tại vì nếu như em không tham gia quá trình đào tạo này thì chắc chắn là em bị loại loại bỏ. Chắc chắn là em bị loại bỏ, nhưng mà phát triển thì lại mang tính chất tự nguyện. Em có thể không nhận, em có thể là không tham gia cái quá trình đào tạo phát triển cái năng lực của em cũng được, không sao. Nhưng mà khi em không làm được việc, người ta cử em đi học, người ta hướng dẫn em làm mà em không chịu học, thì
À, điều đó có nghĩa là em sẽ bị loại bỏ. Thì đó là cái sự khác nhau giữa đào tạo và phát triển, và em thấy là cái điểm chung nhất của đào tạo và phát triển. Hết biết luôn. Và cô nói là đó cũng là một trong những cái lý do mà điểm những cái lớp khác cũng có nhiều bạn không tập trung mà lo làm việc riêng như vậy á, nên cái điểm nó không cao không. Và thực sự ra là cái khối thứ hai á, có những lớp là tôi nhìn cái điểm tôi thấy buồn ghê luôn á, nhưng mà giờ tôi coi lại á, coi lại cái danh sách mà cô ghi cái điểm cộng cho các em á, không thì đúng là những bạn đó hoàn toàn không có tên. Trong 9 buổi học là không có một bạn nào là có bất kỳ một cái phát biểu gì hết ha. Thì cho nên là các em cố gắng, trời ơi, mình học mà mình đã khó khăn như vậy rồi thì mình cố gắng mình vượt qua tất cả những cái khó khăn này. Nếu mà em không tập trung á thì làm sao mà em học tốt được. Và lúc đó thì thường á, các em cứ đổ thừa học online có hiệu quả, nhưng mà cô nói thiệt nha là hiệu quả hay không hiệu quả đó là do mình, các em công nhận không, là do mình hết. Thí dụ như bây giờ Uyên Vy là tập trung nghe thì đương nhiên cái mức độ mà em nhớ bài nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà thí dụ như một người khác á, là bật coi như là điểm danh xong xong rồi tắt camera đi rồi nằm dài ra. Trời ơi, học mà nằm dài thì nhớ được cái gì? Nằm một hồi là chắc chắn là ngủ, nhất là giờ này nữa. Nằm một hồi là em vừa mới ăn no xong nữa, là chắc chắn là ngủ thôi. Mà ngủ thì sao mà nhớ bài, đúng không? Nghe mà chúng ta nghe lơ tơ mơ chúng ta cũng không nhớ nữa, chứ đừng có nói là nghe một cách tập trung nha. Cho nên là các em phải cố gắng, nỗ lực là do mình hết trơn á. Là thất bại hay thành công là cô nói là thực sự là do các em hết nha. Thành ra cố gắng lên, cô cũng đang nỗ lực cố gắng nè để giúp cho các em nè, chứ cô mệt lắm luôn á. Hôm nay là không có khỏe rồi, chúng ta tiếp tục nha. Rồi, ok, các em thấy cái giọng của cô nó bị đứt quãng, nó không có gọi là nó không có liên tục giống như những bữa trước. Rồi, vậy thì mục đích của đào tạo và phát triển là cái gì? Chắc chắn một điều là giúp cho thực hiện công việc tốt hơn, đúng không? Rồi, những cái kiến thức, kỹ năng mới chúng ta không có thì chúng ta cập nhật. Thí dụ như cô nói là đơn giản thôi nha. Hồi trước mình đâu có biết cái Zoom này đâu, đúng không? Năm ngoái á, là khi mà cô dạy online á, thì cô dạy livestream. Nhưng năm nay dạy Zoom, đúng không à? Nhưng mà nếu như mà cô không 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 nghiên cứu á, và cập nhật những cái kiến thức và kỹ năng mới để mà đào tạo ở bên Zoom á, thì cô đâu có thể nào mà hướng dẫn cho các em. Rồi bản thân các em cũng vậy, đúng không ạ? Nếu như các em không sử dụng những cái không cập nhật những cái kiến thức và kỹ năng để sử dụng Zoom á, các em thấy thí dụ như là có nhiều em là sử dụng cái whiteboard và em edit. Cho nên những cái ngày đầu tiên em nhớ không, là có những bạn là cái màn hình của tôi vậy nè, nhưng mà bạn đó là coi như là cứ là mò 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 rồi vẽ những cái đường gạch gạch tới gạch lui, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì nó đỡ đi rồi, là có nghĩa là tại vì mình làm một hồi thì cái kinh nghiệm mình có nhiều hơn, kỹ năng mình có nhiều hơn, và đương nhiên là cái kiến thức về Zoom của các em nó cũng sẽ nhiều hơn, và như vậy thì em sẽ học tốt tốt hơn. Rồi cái thứ ba đó là hướng dẫn công việc cho nhân viên mới. Em đi vô em làm việc á, chân ướt chân ráo, mình chưa biết cái gì hết á, đúng không à? Thì sẽ được hướng dẫn như thế nào. Và có một cái yếu tố như thế này nè, nói gì thì nói chứ đi làm một hồi thì rồi sẽ lớn lên rồi già đi rồi về hưu, hoặc là thậm chí là bị mất sức lao động, đúng không? Cho nên á, là cái việc đào tạo và phát triển là sẽ chuẩn bị cho cái đội ngũ quản lý kế thừa. Em thấy là cái chữ kế thừa có nghĩa là cái lớp mà về hưu á, mà về đi á, thì cái lớp này nó sẽ đông lên ha. Rồi, và cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta đó là thỏa mãn cái nhu cầu phát triển của nhân viên. Em có nhớ cái nhu cầu mà cao nhất
theo Abraham Maslow á, đó là cái nhu cầu gì không ta? Các em nào nhớ không ạ? Cái nhu cầu cao nhất chúng ta có một cái tháp thăng tiến của Abraham Maslow đúng không? Đúng không? Mà cái dưới đáy của mình nó là nhu cầu sinh lý thể chất, tức là làm sao mà ăn mặc ở. Thì cái đó là cái thấp nhất, cái cơ bản. Nhưng mà theo các em là cái cao nhất của chúng ta nó là cái gì? Rồi, ok, cô xin mời. Cô xin mời bạn Phan Trần Mộng Tuyết của N24. Dạ thưa cô, là nhu cầu thể hiện bản thân. À, nhu cầu thể hiện bản thân rồi, đúng rồi. Đó là cái nhu cầu thể hiện mình, nhu cầu tự khẳng định mình phải không? Và nếu như mà chúng ta muốn thể hiện cái nhu cầu đó thì chỉ có một cách duy nhất thôi là chúng ta học. Đúng chưa? Và người nào cũng có một cái nhu cầu, thí dụ như bây giờ em đang ở cao đẳng nhưng mà cô hỏi hỏi thật các em là em có mong muốn là sau này mình học tiếp đại học không? Em có mong muốn là sẽ học tiếp đại học không? Ừ. TV có muốn học tiếp đại học không em? Dạ yeah, Hả? Cô hỏi em có mong muốn học tiếp đại học không sau khi mình tốt nghiệp cao đẳng xong? dạ em là không biết cô. Hả? Dạ em là không có đâu này, À, Quốc không Quý tốt nghiệp có xong cái không mong đi muốn đó làm. không, Quốc Quý? Cô là em có nghĩ tới việc đó. À, có nghĩ tới việc đó, miễn có nghĩ là được rồi, đúng không? Tại vì thực sự ra cái đó là nó sẽ giúp cho mình phát triển, đúng chưa ạ? À, thành ra là các bạn thấy là cái việc đào tạo này nó cũng thỏa mãn cái nhu cầu phát triển của người nhân viên. Nhưng mà trong thực tế em biết nó có những cái nghịch lý lắm nha. Thí dụ như là doanh nghiệp á, họ muốn là họ thấy là cần phải bổ sung kiến thức kỹ năng này, đúng không? À, và họ muốn cử em đi tham gia cái lớp đó, nhưng bản thân em lại không thích học cái kiến thức kỹ năng đó mà em lại muốn học cái kiến thức kỹ năng khác. Không, nhưng mà cái nhu cầu của em nó không có match được với cái nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. À, và như vậy nó phải bắt buộc là phải theo thứ tự ưu tiên, người nào mà match thì cái người đó đi trước, còn người nào không match thì là đi sau, và thậm chí là nhiều khi em phải tự bỏ tiền ra. Mà em biết không, là nếu mà em xin đi đào tạo là nhiều khi là có nhiều đơn vị là họ cũng gây khó khăn, bởi vì em đi học rồi ai mà làm công việc cho họ, đúng chưa? À, cho nên là trong thực tế là chúng ta thấy là vấn đề đào tạo và phát triển á, nó cũng nhiều vấn đề. Nhưng mà nói gì thì nói, cái chuyện học là đây cũng là một trong những cái nhu cầu phát triển của con người, và ai cũng muốn điều điều đó, ai cũng muốn kiến thức của mình nâng cao á, chả có ai mà muốn kiến thức của mình lụng lụng bại hết ha. Thì đó là cái mục đích của đào tạo. Vậy thì nó đóng một cái vai trò quan trọng như thế nào? Các bạn thấy là cái việc đầu tiên á, là tôi cung cấp kiến thức cho anh, tôi cung cấp kỹ năng cho anh để anh làm được việc, cho nên là rõ ràng cái đầu tiên là đáp ứng yêu cầu công việc của tổ chức. Đó là cái yếu tố đầu tiên. À, nếu như tôi không dạy cho anh làm, con à, à tôi không 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 hướng dẫn cho anh thì không thể nào mà anh làm được cái công việc đó. Mà anh không làm được công việc đó thì cái hiệu quả công việc nó sẽ giảm sút, thậm chí là nó không đạt hiệu quả, không đạt hiệu suất. Mà không đạt hiệu quả, không đạt hiệu suất thì nó lại không đem lại cho mình bất kỳ một cái doanh thu nào, một cái lợi nhuận nào, đúng nào? Và như vậy thì cái việc mà mình tồn tại và phát triển nó rất là khó. Cho nên á, đào tạo và phát triển nó đóng cái vai trò quan trọng và rất là có ý nghĩa trong việc đáp ứng yêu cầu công việc của tổ chức. Hay nói khác cách khác là đào tạo và phát triển là nó đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo cái nhu cầu tồn tại và phát triển của nhà hàng và khách sạn của chúng ta. Cái thứ hai, giống như hồi nãy cô nói là cái mục đích cuối cùng của cái người lao động là gì? Họ thỏa mãn cái nhu cầu phát triển của tự bản thân. Cho nên là nếu em được cử đi đào tạo thì nó đáp ứng cái nhu cầu học tập và phát triển của người lao động. Mà em biết rồi là người lao động mà giỏi á, thì nó sẽ quyết định sự thành công của nhà hàng và khách sạn của mình.
Thực sự ra là các cái nhà hàng và khách sạn của chúng ta đó, hoặc là những bất kỳ một tổ chức nào, nếu như cái người lao động giỏi thì các bạn thấy là nó đều tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh hết. Ông đều tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh, mà cái lợi thế cạnh tranh nó sẽ giúp cho mình phát triển và mình không bị đào thải ở trong cái quá trình mà chúng ta hoạt động. Ngay cả các em đi học cũng vậy, các em đi học cũng vậy. Các em có công nhận là mình đi học á, là có nhiều trường á, là có những cái thầy cô rất là giỏi, nhưng mà có những trường á, là thầy cô cái mức độ giỏi không bằng. Thì giữa một cái trường là thầy cô giỏi và một cái trường thầy cô không giỏi bằng, thì đương nhiên là cái đối tượng học sinh được đào tạo của cái trường mà có thầy cô giỏi á, thì cái năng lực của họ nó cũng sẽ giỏi giỏi hơn. Và như vậy là nó tạo nên một cái sự nổi tiếng của cái ngôi trường đó. Không, tại sao trường đại học Harvard là một trường đại học tư nhân nhưng nó nổi tiếng khắp thế giới và ai cũng mong muốn là sẽ được vô cái trường đại học Harvard đó học? Lý do rất là đơn giản thôi, tại vì toàn bộ cái lực lượng giáo sư, lực lượng giảng viên của trường đại học Harvard đó là toàn là những người nổi tiếng và toàn là những người giỏi. Cho nên là ai mà tốt nghiệp từ trường đại học Harvard ra thì các bạn thấy là cũng thường là những người rất rất là giỏi ha. Thì đó là cái thứ ba, vấn đề thứ ba, và các bạn thấy là rõ ràng nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ cái sự quan trọng của đào tạo và phát triển nhân viên. Ok. Như vậy là chúng ta đã nắm được cái tầm quan trọng đào tạo và phát triển nhân viên, đúng không? Và các bạn sẽ cũng bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ thấy là nếu như chúng ta không tổ chức đào tạo và phát triển nhân viên thì có vấn đề gì xảy ra hay không? Thì cái điều đầu tiên các bạn sẽ thấy là khi mà mình tổ chức đào tạo và phát triển thì bây giờ bản thân cá nhân được đào tạo nè, là cái đầu tiên là thỏa mãn nhu cầu học tập của các em nè. Cái thứ hai nó sẽ thay đổi hành vi nghề nghiệp của các em, thay đổi hành vi nghề nghiệp. Các em có biết là tại sao mà em học ở trường á, thì nhà trường lại yêu cầu em mặc cái đồng phục, không? Nam á, thì coi như là áo sơ mi trắng, quần đậm màu và thắt cravat, và nữ á, thì mặc slip và cũng thắt cravat. Các em có biết là lý do tại sao không? Tại sao không để cho em mặc đồ tự do mà em lại phải mặc một cái bộ đồng phục như vậy? Lý do tại sao vậy các em? Rồi xin mời bạn Nguyễn Ngọc Điệp ạ. Tôi nghĩ là nhà trường muốn tạo sự chuyên nghiệp cho nhau sinh viên á. Đúng rồi, ok. Và rõ ràng là em sẽ thay đổi cái hành vi, đúng không? Nguyễn Ngọc Điệp. Rõ ràng là cái hành vi của các em khi em mặc cái bộ đồ đó thì đến chừng mà em đi làm thực tế thì chúng ta cũng sẽ mặc một cái bộ đồ tương tự như vậy, và khi mặc một cái bộ đồ tương tự như vậy thì bây giờ em đã quen rồi, cái hành vi cử chỉ các em, phải không ạ? Cách đi đứng của các em như thế nào là em đã quen rồi. Chứ bây giờ nếu mà em mặc một cái bộ đồ giống như em đang mặc mà đang ngồi học với cô nè, thì rõ ràng nó tạo ra một cái sự thoải mái, đúng chưa? Tạo ra một cái sự thoải mái, hay là ngay như cô là cô đang dạy các em, không? Và vì cô là đang ở nhà cho nên là cô cũng mặc một cái bộ đồ gọi là casual wear. Nhưng mà em thấy là khi mà cô đi lên trường á, thì bắt buộc là cô phải mặc đồng, tức là nó cũng phải chỉnh chu hơn, đúng chưa? Là tại vì nó sẽ thể hiện cái hành vi nghề nghiệp của mình một cái, và như bạn Điệp nói là nó sẽ tạo ra một cái sự chuyên chuyên nghiệp. Một điểm nữa là em học thì em mới tăng cơ hội thăng tiến, cũng giống như hồi nãy cô nói các em có muốn học đại học không, và cô cũng nói luôn là khi mà em có một cái bằng đại học thì cái cơ hội thăng tiến của em nó cũng sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Thì so sánh giữa cái người cao đẳng và người đại học thì đương nhiên là cái người đại học cái mức độ cái cơ hội thăng tiến của người ta nó sẽ nhiều hơn so với lại khi em có cái tấm bằng cao cao đẳng, đúng không? Rồi đó là đối với cá nhân nha. Thế còn đối với doanh nghiệp thì sao? Chắc chắn bây giờ người này đã thay đổi về lượng và thay đổi cả về chất luôn ha. Tức là
chẳng những thay đổi về lượng mà thay đổi về chất. Thay đổi về lượng tức là cái lượng kiến thức và những cái thao tác hành vi cử chỉ, những cái kỹ năng thực hiện nghề nghiệp của em á là nó nhiều hơn, và nó sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất, tức là chất lượng em làm, cái chất lượng phục vụ của em nó sẽ tốt hơn, đúng không? Thì như vậy nó sẽ tăng cái hiệu quả công việc của chúng ta lên. Nó thể hiện ở chỗ là gì? Năng suất chúng ta tăng lên, chất lượng tăng lên, chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, đúng nào? Cái thứ hai là hồi nãy cô đã nói, các em nhắc tới nhắc lui rất là nhiều rồi, là con người sẽ tạo nên một cái lợi thế cạnh tranh. Mà em biết á, cái bản chất con người nó khác với lại vốn, và nó khác luôn cả máy móc thiết bị. Là vốn và máy móc thiết bị chúng ta có thể bắt chước được, thí dụ bây giờ thiếu 1 tỷ chúng ta có thể vay 1 tỷ, đúng không? Rồi hoặc là thiếu cái máy đó mình có thể mua cái máy đó, tức là nó mình có thể sao chép bắt chước được. Nhưng mà thì ra con người không có sao chép bắt chước được các em, không? Vi là vi, quý là quý, đúng chưa? Ngọc Điệp là Ngọc Điệp, không à? Và không có ai giống ai hết. Mộng Tuyết là Mộng Tuyết, cô là cô, không có người nào giống người nào hết. Nên bắt nguồn từ cái bản chất là con người là một cái đối tượng mà chúng ta không thể nào sao chép được, thì chính vì cái điều đó nó mới tạo nên một cái lợi thế cạnh cạnh tranh cho chúng ta, hơn hẳn so với vốn với lại máy móc thiết bị. Cho nên là ở đây duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Và đặc biệt là khi con người thay đổi thì cái khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường nó cũng sẽ nhiều hơn ha. Các bạn thấy là cô đơn giản, thí dụ như các em thấy là trong cái thời kỳ Covid nè, thì rõ ràng những người mà được đào tạo á, thì các em sẽ thấy là cái suy nghĩ của chúng ta về cái Covid á, nó sẽ khác. Và như vậy thì cái môi trường của chúng ta hiện nay đang thay đổi, chúng ta đang thực hiện cái chỉ thị 10, đúng không? Chúng ta đang giãn cách và chúng ta phải đảm bảo 5K, thì em để ý đi là bản thân chúng ta sẽ chấp hành, không? Chúng ta sẽ chấp hành. Nhưng mà nếu như em không được đào tạo một cách bài bản, tức là bây giờ là em không hiểu rõ vấn đề, thì tự nhiên là cái chuyện mà mình chấp hành 5K hoặc là cái chuyện mà mình đảm bảo cái việc giãn cách á, không à, thì cái ý thức của chúng ta nó sẽ thấp hơn. Mà ý thức của chúng ta thấp hơn thì chúng ta cái khả năng thích ứng với cái sự thay đổi của môi trường của chúng ta đó nó cũng không thể nào cao được, đúng chưa? Thì đó là cái lợi ích của đào tạo và phát triển ảnh hưởng đến cá nhân và doanh nghiệp. Nhưng nói gì thì nói, đào tạo và phát triển nó cũng mang đến những cái điều trở ngại khó khăn cho mình, đúng không? Rồi bây giờ cô muốn hỏi bản thân em trước nè. Rõ ràng là khi em tham gia cái đào tạo cái chuyên ngành quản trị nhà hàng và khách sạn thì mình thấy là nó có những cái lợi ích cho mình, tại vì em sẽ biết rõ về nghề hơn và sau này em đi làm nghề á, thì mình làm giỏi hơn. Nhưng theo em là khi em tham gia như vậy á, thì nó sẽ có những cái trở ngại gì không em? Khi mà em tham gia cái khóa đào tạo 2 năm rưỡi cao đẳng, cái chuyên ngành quản trị nhà hàng và khách sạn nè, bây giờ em tự suy nghĩ đi, thì theo em là nó có cái trở ngại gì hay không ạ? Hả? Rồi, xin mời Trần Quốc Quý. Cô là khi mà chuẩn bị học cao đẳng đó, thì em cái đầu tiên là em phải suy nghĩ coi là cái trường nào sẽ đào tạo tốt, rồi cái cơ sở nào tốt, rồi tiếp tới là em phải suy nghĩ tới cái chi phí ạ. À, Cũng tức hơi bị là ngang. em phải em cân nhắc cái chi phí, cái tiền mình đóng không? Dạ Rồi, đúng rồi. ok. Còn điều gì khác nữa không Quý? Rồi, không có ha. Cô xin mời Dạ. bạn khác. Như vậy là bạn 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 Quý nói rằng là khi mà em tham gia học á, thì cái mà em quan tâm đầu tiên đó chính là cái tiền học phí. Rồi, cô mời bạn Uyên Vy. Như cô theo em cái trở ngại là ngay bản thân em luôn, là ngay từ đầu em chọn học trường này là em mới phải thuyết phục ba em để được vô trường này á.
Tức là ba em là không đồng ý cho em học trường này phải không? Và Dạ em đúng rồi. phải uống ba tấc lưỡi để em thuyết phục đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, Em phải ok. thuyết phục để vô được trường này. Nhưng mà khi mà nếu mà em thuyết phục á thì bây giờ em phải chứng minh cho ba em thấy không, nhiều khi là ba em thấy là học cái trường này nó tức là với con mắt của một cái người đi trước và cái đấng sinh thành á, nhiều khi cái suy nghĩ của bậc bố mẹ của mình nó sẽ khác cái suy nghĩ của mình, đúng chưa? Và như vậy là nhiều khi ba em nghĩ rằng là trời, học cái này á, ra là xin việc làm hoặc là nó khó, hoặc là con gái mà làm cái công việc này á, thì nó cũng không có nó có nhiều cái trở ngại, đúng chưa? Nhưng là thí dụ như em đi làm cả đêm rồi này kia đó thì ba mẹ là không thích, tại vì trong thực tế cô cũng đã từng thấy nha, nhiều bậc bố mẹ là đến chừng đi thực tập á và phải trực cái ca đêm á các bạn, trực cho đến 10 giờ tối mới 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 mới, mới về á. Sau khi mà mình làm hoàn thành thủ tục xong 10 giờ tối đi về thì đi được vài ngày như vậy á, là lên gặp văn phòng khoa và xin ngưng. Tại vì nếu mà như vậy là không có ok. Rồi, cảm ơn Vi. Còn còn ai có thấy cái bản thân mình còn thấy có những cái trở ngại gì nữa không ạ? Các bạn trao đổi hết với cô xem. Các bạn nào còn thấy có những cái trở ngại gì nữa không ạ? Rồi, cô mời bạn Trần Dĩ Khang. Dạ cô, trở ngại là thời gian cô. Thời gian như thế nào, em cụ thể hơn giùm cô được Dạ không? nếu mà bỏ ra 2 năm rưỡi đó thì lúc em có thể kiếm được một công việc nào đó trong 2 năm rưỡi đó ổn định hơn cô. Có nghĩa là em phải hy sinh không có đi làm để em đi học, đúng chưa? Không, mà em đi làm đi em đi làm tại vì em chỉ có thể chọn một trong hai thôi, có nghĩa là cái cơ hội mà em đi làm nó sẽ mất đi. Không à, tại vì chúng ta không bao giờ chúng ta có được cùng một lúc hai thứ, đúng chưa? Rồi, ok, có nghĩa là cái việc mà em muốn đi làm á, là nó sẽ rất là khó khăn, trở ngại, tại vì em đã tập trung cho việc học tập rồi. Còn cái gì khác nữa không các bạn ơi? Còn có cái gì khác nữa không? Rồi cô mời Trần Hải Đăng của 24. Của cô, nếu mà mình nhận ra mình không thích cái ngành này cho lắm thì sao cô? Giờ mình lỡ học hơn một nửa luôn rồi. Rồi, không sao. Rồi, cô nói là cái tuổi của các em còn rất là trẻ nha. Tuổi của các em còn rất là trẻ. Tại vì cái định hướng nghề nghiệp cá nhân của em á, là nhiều khi em có một cái định hướng nó không phù hợp. Và khi mà em học xong rồi á, em mới phát hiện ra là cái nghề này nó không phù hợp với mình. Thì cô cũng nói thật với các em luôn là bây giờ mình đã, dù sao đi nữa thì tại vì nếu như mà khi mà em học một học kỳ á, em đã nhận ra là cái nghề này nó không phù hợp thì em có thể thay đổi liền được, không? Thậm chí là em đổi từ ngành này qua cái ngành khác. Và chúng ta thấy là trong trường chúng ta rất là nhiều bạn học khách sạn nhưng mà cuối cùng là chuyển qua chỉ một học kỳ sau thôi, lại xin chuyển qua bếp, thậm chí có bạn là xin chuyển qua là hướng dẫn, có bạn xin chuyển qua lữ hành, và ngược lại bên lữ hành cũng vậy. Bên lữ hành là nhiều bạn lại xin chuyển qua là học khách sạn. Tại vì khi mà bạn học lữ hành, bạn mới thấy rằng là cái chuyện mà bạn chủ động và năng động và phải làm cái này cái kia đó thì bạn lại không có khả năng làm như vậy. Nhưng đối với em thì dù sao đi học cũng gần 2 năm rồi, có nghĩa là thiệt ra là chúng ta chỉ còn khoảng 1 năm nữa thôi là chúng ta hoàn thành. Cho nên cái lời khuyên của cô là thứ nhất á, là mình phải, tại vì cái chi phí kinh tế của mình là 100 triệu một năm lận em, hôm bữa trước cô tính rồi, có nghĩa là thực tế là mình đã tốn khoảng 150, gần 200 rồi, cho nên em phải đi hết cái con đường. Còn em đi hết con đường, nhưng mà khi em đi hết cái con đường xong rồi á, và bây giờ là em chưa có đi làm, nhưng mà khi mà em đi làm rồi thì có khi cái công việc đó nó lại giúp cho em lại có một cái cảm nhận là mình thích. Mình có một cái cảm nhận là mình thích nha. Và em vẫn sẽ phát triển ở cái nghề này. Nhưng mà thí dụ bây giờ em vẫn hoàn toàn không thích, không sao em, không sao em.
cái em lúc đó là em cũng chỉ mới có 21, 22 tuổi thôi, mà cái chuyện mà em chuyển ngành nghề tới 26 tuổi lận là chúng ta mới, lời khuyên là mới không nên chuyển ngành nghề. Nên trong trường hợp đó là các em phải xác định lại cho kỹ là thực sự em thích cái gì để em học cái đó. Và cái lúc này là cái văn bằng về những kiến thức về FO, F&B, housekeeping, những kiến thức về nhân sự, về tài chính, nó sẽ hỗ trợ cho em còn ở một cái lĩnh vực mà các em yêu thích. Thì như vậy là thực sự ra chúng ta không có mất cái gì đâu. Nhưng mà cô đang muốn hỏi Hải Đăng nè, là thực sự bây giờ em đang trong cái suy nghĩ của em á, là em cảm thấy là em thích cái gì, là Hải Đăng đang thích cái gì vậy? Hải Em Đăng đang ơi, thích về hướng ngành bên tâm lý học của cô. à em đang thích về hướng ngành tâm lý học rồi, ok không sao. Vậy thì bây giờ cô có một cái gợi ý như thế này cho em nè, là cô nghĩ là em nên đi theo về cái nhân sự đi. Em nên đi theo về cái nhân sự nha, mà nhân sự ở trong ngành khách sạn và nhà hàng của mình luôn nè. Tại vì cái ngành nhân sự này nó bắt buộc là cái đối tượng mà em làm việc đó là con người. Em hiểu không? Mà khi là con người á, thì chắc chắn là hành vi tâm lý thái độ của họ nó hoàn toàn không giống nhau. Bản thân con người đó là nhiều khi lúc sáng nắng chiều mưa nữa. Không à, thì cô nghĩ là nếu mà như vậy cô có một cái gợi ý để cho em là có một cái định hướng là khi mà em học liên thông á, thì em vẫn học quản lý nhà hàng khách sạn nhưng mà em sẽ đi chuyên sâu về lĩnh vực quản lý nhân sự, thì lúc đó em nghiên cứu về tâm lý, em nghiên cứu về cái phong cách, em nghiên cứu về hành vi thái độ của con người là nó hoàn toàn phù hợp với em. Em hiểu không? Và trong thực tế thì thí dụ như anh Tú Trần là hiện nay là làm quản lý nhân sự của Ravery á, thì ảnh cũng giống em vậy đó. Không à, ảnh cũng giống em á, là cuối và cuối cùng thì ảnh lúc mà ảnh học lên đại học rồi tiếp tục học thạc sĩ là ảnh học cái lĩnh vực nhân sự ha. May là em nó hoàn toàn là không, tức là hoàn toàn là nó không phải là ngược 180. Mà cô nói nè, cô đơn cử một cái thí dụ nha. Cô có một người cháu là nó học rất là giỏi, nó học Nguyễn Thượng Hiền và nó học cái lớp mà chỉ số 1 của Nguyễn Thượng Hiền, mà em biết Nguyễn Thượng Hiền là lớp, trường 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 đào tạo rất là giỏi mà. Thì nhà cô lúc đó là ở Tân Bình thì mới hướng là ok mày giỏi toán lý hóa vậy thì bây giờ là mày đi thi đại học Bách Khoa. Thì lúc đó thì ra là nó nói là con muốn ở lĩnh vực sale marketing, nhưng mà nhà thì thấy là trời điểm toán lý hóa nó cao ngất ngưỡng và ai cũng muốn nó học Bách Khoa, thì cuối cùng là nó thi Bách Khoa và nó thi Bách Khoa nó đậu thiệt, cái em là nó đậu, nó vô nó học và nó học công nghệ thông tin, nó học công nghệ thông tin. Nhưng mà đến chừng là khi mà nó học đến năm thứ ba, năm thứ tư á, thì lúc đó ảnh âm thầm ảnh đi nghiên cứu thêm về marketing và sale. Cái đến chừng nó tốt nghiệp xong em có thể tưởng tượng là nó cầm cái bằng á, đậu tốt nghiệp cũng loại 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 khá nha, là nó cầm cái bằng nó nói với ba mẹ nó vậy nè, bây giờ con đã hoàn thành cái trách nhiệm rồi, cho nên kể từ giờ phút này á, cho con đi theo cái con đường mà con lựa chọn. Không, cái ba mẹ mới nói thì bây giờ trước tiên là con vẫn phải đi làm đi chứ. Nó nói không thì chắc chắn là con đi làm, nhưng mà ba mẹ đừng có hướng con theo cái công nghệ thông tin, tại cái công nghệ thông tin này á, là con thực hiện theo cái mong muốn của ba mẹ, nhưng con muốn ba mẹ hãy cho con tự quyết định cuộc đời của con. Và em có thể tưởng tượng là nó vẫn xin làm ở một cái đơn vị và phụ trách về công nghệ thông tin, nhưng nó xin học luôn cái văn bằng thứ hai là ở bên trường đại học kinh tế và nó học sale marketing, và sau đó nó chuyển hẳn luôn, tức là nó bỏ luôn cái công nghệ thông tin và nó đi làm sale marketing, nhưng mà nó sử dụng công nghệ thông tin để làm cái bệ phóng cho cái lĩnh vực là marketing của nó, và hiện nay nó rất là thành công. Và khi mà anh đi theo cái con đường đó rồi thì trời, tôi thấy là nó khác hẳn luôn nha, một con người khác hẳn luôn á các bạn. Không, mà em biết mà học bên đại đại học Bách Khoa trời cũng có lý lắm chứ, đúng không à?
Và lúc mà nó tốt nghiệp ra trường á, 18 học bên đó là 4 năm rưỡi các em, thì nó đã 23 rồi. Và sau đó là nó học tiếp 2 năm của bên trường Đại học Kinh tế là 25, là nó thực sự phát triển con người của nó theo đúng cái định hướng nghề nghiệp mà nó yêu thích đó, là năm nó 26 tuổi. Năm nó 26 tuổi. Và hiện nay thì nó cũng, bây giờ thì cũng lớn rồi, 30 mấy rồi, nhưng mà cũng mở ra được một cái cơ sở, một cái công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên nghiên cứu về thị trường, phải không? Tức là chuyên về marketing. Nên không có sao đâu Đăng ơi, nha. Ok, Đăng đã rõ chưa? Và cái gợi ý là giúp cho em suy nghĩ nha. Rồi, ok. Tôi nãy tôi thấy là hình như cũng có mấy bạn giơ tay, phải không ạ? Rồi, ok. Thực sự ra những cái điều mà các em nói đều đúng hết. Và trong thực tế là khi mà đi đào tạo, khi mà tổ chức những cái khóa đào tạo và phát triển ở tại đơn vị á, thì em sẽ thấy là cái trở ngại đầu tiên á, là doanh nghiệp sẽ tốn chi phí. Tức là nó phải có một cái khoản chi cho những cái lớp đào tạo đó. Bởi vì cái việc thứ nhất là phải thuê giảng viên, đúng không? Thuê giảng viên. Mà em biết là cái tiền thuê giảng viên ở tại các cái đơn vị này, cái tiền thuê của nó rất là cao nha các em, phải không ạ? Rồi tiền thiết bị, rồi các tài liệu. Nếu như những đơn vị mà nó có phòng training á, thì những cái thiết bị này kia đó thì còn đỡ, và nó có luôn cả những cái phòng học. Nhưng mà cũng có những cái đơn vị á, là nó không có phòng training, và nếu không có phòng training thì khi nó tổ chức thì nó phải có những cái thiết bị. Cái thứ hai, khi cho đi học như vậy chắc chắn công việc là bị gián đoạn rồi. Tại vì thí dụ như anh đi học, anh đi làm là cái công việc của anh phải ngưng lại. Cái thứ ba nữa đó là cái người hướng dẫn á các em, cái người hướng dẫn để mà hướng dẫn cho em làm việc á, thì thực sự ra là nó không phải là cái chuyện dễ đâu. Nó không phải là chuyện dễ. Ngay như em học tập cũng vậy, em học ở trong trường cũng vậy. Có những thầy thì có thể là cái cách truyền đạt làm cho em cảm thấy là mình dễ cảm nhận, nhưng có những thầy cái cách truyền đạt làm cho mình là không hiểu được, đúng nào? À, cho nên là cái phương pháp nè, rồi cái cách đánh giá như thế nào thì nó cũng có nhiều cái trở ngại. Và có một cái điều như thế này nè, bây giờ cô cũng chia sẻ thật luôn với các em. Tại vì khi em đi làm á, nếu như cái mối quan hệ của em á, với lại cấp trên á, mà nó ok thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà thí dụ trong trường hợp mà không ok nhưng mà em vẫn hoàn tất được công việc của em, thì đẩy em đi nó rất là khó. Tức là đẩy em đi một cái đơn vị khác khó, không có cớ gì đẩy em đi. Cho nên á, là lúc đó thường cái cách mà các cái những cái người quản lý họ hay làm là gì? Cử em đi học. Cử em đi học. Thì khi mà cử em đi đào tạo như vậy á, thì đương nhiên cái vị trí của em á, là nó sẽ trống chỗ. Đúng nào? Thì họ bố trí người thay thế vô cái vị trí đó. Hoặc là nhiều khi không trống chỗ nhưng mà họ sẽ yêu cầu là để giảm nhẹ cái công việc của em, tại vì em còn tập trung cho việc học tập, cho nên là em sẽ phải giảm bớt cái công việc và họ bố trí một người khác làm cái công việc đó. Và chính vì vậy cho nên khi em học xong em quay trở về thì cái vị trí của mình đã có người khác làm rồi, đúng không? Và bây giờ thì các sếp sẽ nói là ok, vậy chờ tôi đi là tôi sẽ phân công công việc. Nhưng chờ hoài họ cũng không phân công. Không? Vậy thì nó sẽ đi đến một cái trường hợp như thế nào? Bây giờ không phân công tôi thì giờ tôi phải đi tìm cái chỗ khác. Và như vậy cuối cùng em nộp tờ giấy A4. Không? Em nộp tờ giấy A4 để mà em đi nơi khác. Cái thứ hai là em đi học về rồi nhưng mà lương của em không có được lên. Không, lương em không được lên và em cảm thấy là trời ơi, tôi đi học nâng cao trình độ rồi mà lương tôi nó cũng y như cũ. Vậy tự nhiên tôi làm gì? Cho nên em sẽ đi kiếm một cái nơi nào khác tốt hơn để mà em làm việc, để có một cái mức thu nhập tốt hơn, một cái điều kiện làm việc tốt hơn. Cho nên có một cái trở ngại nữa, đó là nhân viên được đào tạo thường chuyển cái nơi làm việc. Không, mà họ sẽ không tiếp tục làm việc ở cái đơn vị đó. Cô nói ngay như ở trường nè, ở trường cũ của cô, một số thầy cô đi học thạc sĩ, thậm chí đi học tiến sĩ xong rồi cái về, ủa tiến sĩ mắc mớ gì tôi phải dạy ở trường cao đẳng,
hiểu không? Không, cho nên mấy thầy cô đó là tiến sĩ xong rồi bắt đầu apply các trường đại học, mà các trường đại học, nhất là những cái trường đại học tư là bây giờ nó đang cần tiến sĩ ghê gớm lắm, cho nên trường đại học tư rước hết mấy cái vị đó. Mà những trường đại học tư á, là kiếm được tiến sĩ để lấy được cái chỉ tiêu tuyển sinh đó, các em hiểu không? Và họ còn mời vào những cái vị trí là quản lý cao cấp, thí dụ như trưởng khoa hay trưởng bộ môn này kia. Vậy là các thầy cô là chuyển đi ầm ầm luôn, chuyển đi ầm ầm luôn. Cho nên là đây cũng là một cái mà các bạn thấy là đó là lý do tại sao mà khi mà đưa đi đào tạo là bắt buộc phải có một cái agreement, một cái thỏa thuận. Tôi cho anh đi đào tạo như vậy nhưng mà anh về anh phải làm việc cho tôi bao nhiêu lâu, không à? Và nếu anh không làm việc cho tôi thì anh phải bồi thường cho tôi là bao nhiêu. Vậy nhưng mà có nhiều người là vẫn sẵn sàng bồi thường, tại vì cái số tiền mà họ kiếm được ở nơi khác á, là dư để cho họ trả cái tiền bồi thường này nha. Thì đó là những cái thực tế hiện nay đang xảy ra trong vấn đề đào tạo và phát triển của các cái doanh nghiệp. Ok, vậy thì chúng ta sẽ coi cái quy trình thực hiện đào tạo nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ có 4 bước. Bước thứ nhất đó là xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo. Ha. Bước thứ nhất đó là xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo. Sau khi mình xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo rồi thì mình lập kế hoạch đào tạo. Có kế hoạch rồi thì mình triển khai, mình thực hiện. Không? Và cái bước cuối cùng đó là đánh giá đào tạo. Như vậy, cô nhắc lại là chúng ta sẽ có 4 bước. Xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo. Thứ hai là lập kế hoạch đào tạo. Thứ ba là tiến hành đào tạo. Và thứ tư đó là đánh giá cái việc đào tạo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái đầu tiên là xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo. Rồi, ok. Cô chuyển slide nha. Ok. Như vậy chúng ta đi vào cái bước đầu tiên, xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo. Thì em thấy là cái đào tạo nó sẽ xuất hiện khi nào? Khi em mở rộng cơ cấu và chiến lược kinh doanh, tức là cái yêu cầu em nâng lên, thì chắc chắn là cái kiến thức và kỹ năng hiện nay của nhân viên sẽ không có ok. Vậy thì phải tiến hành đào tạo. Nhân viên thiếu kỹ năng trình độ là phải đào tạo, nó giống như cái kiểu mà em thi mà không đạt yêu cầu vậy đó, không? Và em không đạt yêu cầu thì đương nhiên là em phải học lại, đúng chưa? Tức là phải đào tạo lại em, đúng nào? Đào tạo về lý thuyết, đào tạo về thực hành. Rồi kết quả, cái mà thường thường là thiếu kỹ năng trình độ thì cái kết quả thực hiện công việc nó sẽ kém. Không, nó giống như là các em thi đó, em thiếu kiến thức, em thiếu kỹ năng thì cái kết quả thi của các em chắc chắn là kém. Không, cô hy vọng là đến các em là đừng có để cho cô thấy cái con số 4 nha. Cô mà đọc cái danh sách mà cô thấy là cái con số 4 xuất hiện nhiều quá, cô buồn lắm á. Không à, các em phải ráng cố gắng là tối thiểu nó phải 5 trở lên, đúng không? Mà thí dụ giống như cái lớp N21 vậy á, là cô càng vui tại cái lớp đó là 7 trở lên, không? Thì cô rất là vui. Nhưng mà có những cái lớp trời nhìn vô thấy 4 không à, có những cái lớp thì 5, 6, 7, không, 5, 6, 7, rồi 4 thì lọt chọt vài người. Nhưng mà có những lớp nhìn vô trời ơi 4 đều bước là tôi buồn ghê gớm lắm. Cho nên cố gắng lên nha. Không, có cố gắng không? Có cố gắng đạt từ 5 điểm trở lên không các em? Như ý có không? Có. Như ý là phải là cô giao chỉ tiêu cho Như ý là phải là 7 điểm trở lên đó nha Như ý. Phải 7 điểm mới được nha. Không, Như ý, Uyên Vi nè, không à, Tuyết Thi nè, Duy Khang rồi vân vân á, là mấy vị đó là phải điểm 7 trở lên đó nha. Rồi chắc có khi là tôi phải giao là có thưởng. Không à, thi mà có thưởng ha, từ điểm 7 trở lên sẽ có thưởng. Rồi ok, tiếp tục. Áp dụng kỹ thuật công nghệ mới, đúng không ạ? Thì đương nhiên áp dụng kỹ thuật công nghệ mới là phải được đào tạo rồi. Em thấy là Zoom nè, công nghệ mới nè,
đào tạo từ xa nè, không mà cái này á, là đào tạo lý thuyết thôi còn đỡ nha. Cô nghĩ mai mốt em cái cũng chuẩn bị là em học tiếng Anh online luôn, kìa chuẩn bị tinh thần nha. FO học chưa? FO đang học chưa? tuần chị sau đang học cô ơi. sao tụi em học rồi Ủa tuần sau là học rồi á hả? Dạ. Wow, tuần sau là học rồi, trời nhanh dữ vậy. Ủa tuần sau cơ, các thầy cô mới được huấn luyện mà ta. Lịch học của tụi em là thứ mấy vậy? Tuần sau là bắt đầu tiết đầu tiên của FO mà cô. Hả? Tuần tuần sau, tại vì các thầy cô là tuần sau mới được huấn luyện mà. Tuần sau được huấn luyện vào ngày thứ ba. Ngày thứ ba là được huấn luyện. Tụi Như em học vậy ngày là thứ ba tụi em không có tiết cô ơi. Tụi em học sáng thứ ba cô. sáng thứ ba. rồi ủa chiều thứ ba mới được huấn luyện mà sáng thứ ba là các em đã học rồi. Hơi căng à nha, tại vì học là học theo lúc đó là học bên tiếng Anh là chỉ là tối đa là 2 lớp thôi, chứ nó không giống như cái môn lý thuyết này của cô là quất 5 lớp luôn, nhưng mà bên tiếng Anh là chỉ có 2 lớp thôi. 2 lớp là cũng nhiều rồi đó, chứ cô nghĩ tiếng Anh là được 1 lớp á, đào tạo vậy nè, 1 lớp nè, không là nó sung sướng cái cuộc đời, đúng nào, là lúc đó là giữa thầy và trò tương tác á, tại tiếng Anh mà nghe nói mà đúng không, thì nó mới ok ha. Rồi thôi kệ, ráng nha, ráng học nha các em. Học tiếng Anh mà online là nó cũng cũng mệt lắm á, ráng học nha. Rồi ok. Cô cũng có 2 lớp á. Bạn Mai Hương văng ra. Nhớ tìm cái chỗ nào mà ổn định về mạng á nha các em. Trời, các em cứ ngồi là ngồi cái chỗ mà không ổn định về mạng, nó cứ văng ra văng vô, văng ra thì phải tròn vô thì mới ẹp vô được, chứ không tròn lấy đâu ẹp. Rồi thăng chức, thuyên chuyển, tuyển nhân sự mới và áp dụng trong thời kỳ tái đào tạo. Ê, các em nói cho cô nghe, các em có muốn tái đào tạo không vậy? Hả? Mộng Tuyết ơi, có muốn tái đào tạo không? Dạ. Có muốn tái đào tạo không? Tái đào tạo là người ta sẽ Là đào đào tạo tạo mình. lại đó, tái là làm Không. lại đó. Không. Không à, Mỹ Duyên có muốn tái đào tạo không Mỹ Duyên ơi? Dạ thưa cô là muốn. Nếu mà tái đào tạo kiến thức mới thì em sẽ học nha, còn kiến thức cũ thì em không học với cô. Nhưng mà đôi khi mình không đạt yêu cầu là mình cũng bị buộc tái đào tạo đó, hiểu không? Nên cố gắng nha, cố gắng là đừng có để cho rơi vào cái tình trạng tái đào tạo nha. Chứ còn cung cấp kiến thức mới trong quá trình tái đào tạo đó thì thường là khi em đi làm rồi á thì nó mới có cái tái đào tạo này, chứ còn trong lúc đi học á, trong lúc em được đào tạo 2 năm rưỡi này nè mà tái đào tạo là em hiểu là đó là học lại á. Thôi nha, đừng đừng có cố gắng vượt qua đi, đừng có để học lại, không em phải làm sao à, giống như một số bạn á là rất là tự hào là tại vì từ năm thứ nhất cho đến năm cuối cùng lúc thi tốt nghiệp á hoàn toàn không mắc nợ một môn nào hết, và các bạn đó rất là tự hào. Nhưng mà cô thấy ngộ vậy nè, cô thấy buồn cười các em lắm, cái những bạn đó là từ đầu mùa đến cuối mùa nó không có mắc nợ môn nào nó tự hào, thì một số bạn mà thi lại nhiều á lại chọc ghẹo mấy bạn đó vậy nè. Các em nghe coi có thông cái lỗ tai của mình không nha. Sinh viên là phải có thi lại, nếu mà sinh viên mà không có thi lại á, là coi như không phải là sinh viên. Tức là các bạn đó đưa ra một cái lý luận gì đó, con à, sinh viên là phải có thi lại, sinh viên mà không thi lại thì không phải là sinh viên. Trời ơi, trời ơi, lần đó là tôi hay nghe các bạn hay nói cái câu đó, nhưng mà rõ ràng sinh viên mà có thi lại, con à, nếu không thi lại người ta là sinh viên giỏi, còn sinh viên mà có thi lại thì điều đó là chứng tỏ là mình kém rồi, đúng không các em? Nên cố gắng nha, không đừng có thi lại. Rồi ok, và để xác định Ừ. được có nhu cầu hay không thì em lưu ý là 3 yếu tố mình phải Ừ, chú ý một nha. đứa nó lên một chút.
ba yếu tố mình phải chú ý nha. Thứ nhất là công việc. Phân tích nhiệm vụ là phân tích cái công việc. Nhưng mà làm sao để khi mình phân tích công việc thì mình dựa trên cái văn bản gì để mình biết được các nhiệm vụ yêu cầu, các nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm của em. Rồi mời bạn Tuyết Thi của N25. Dạ thưa cô, là văn bản miêu tả công việc đó cô, với tiêu chuẩn công việc. Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc, rồi hoàn toàn chính xác. Rồi ok, và như vậy nó có liên quan, mà bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc là kết quả của quá trình nào các em nhớ không? Nó là kết quả của công việc gì vậy? Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc, đây là hai văn bản và là kết quả của quá trình gì? Nhớ không? Kết quả của cái công tác gì? Mời bạn Quốc Quý. Ờ, có phải là phân tích công việc không cô? Ừ, cái đó là phải luôn á, chứ đừng hỏi ngược lại cô, có phải là ha, em phải khẳng định dạ đó là phân tích công việc nha. Không à, đó là phân tích công việc. Rồi, ok, đó là cái mình phân tích công việc là phân tích cái nhiệm vụ ha, để có được bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. Cái đối tượng thứ hai, yếu tố thứ hai đó là phân tích cá nhân, tức là người thực hiện công việc. Thì em lại dựa trên cái tiêu chuẩn công việc để xem bản thân cái cá nhân này có đáp ứng được cái yêu cầu đó hay không. Tại vì khi mà mình nói đến cái tiêu chuẩn công việc thì em còn nhớ không? Kiến thức và kỹ năng, kiến thức, kỹ năng, trình độ tối thiểu không cần phải có để thực hiện công việc một cách thành công. Như vậy thì liệu cái cá nhân này có đáp ứng được cái yêu cầu đó hay không? Rồi cái thứ ba thì em nhớ là khi mà mình mô tả công việc đó, nó có điều kiện làm việc, đúng không? Rồi một cái nữa là gì? Là mối quan hệ trong công tác, tức là những cộng sự. Có hiểu như thế nào là cộng sự không các em? Cái mà hiểu như thế nào là cộng sự vậy? Cộng sự là gì vậy? Cô sử dụng cái thuật từ cộng sự đó, thì em hiểu cái từ cộng sự không à? Rồi mời bạn Trương Thị Trang. Dạ thưa cô, em nghĩ là kiểu giống như là đối tác làm ăn ấy ạ. Nhỏ quá Trang ơi, cô không nghe. Dạ thưa cô, em nghĩ là nó giống như là đối tác làm ăn ấy ạ. Đúng không cô? À, không phải đối tác làm ăn đâu, cộng sự là đồng nghiệp của mình đó. Không, cộng sự tức là những người cùng làm việc với mình đó em. Hiểu không? Chứ không phải là đối tác làm ăn của mình đâu, tại vì chúng ta đang nói về mối quan hệ trong công việc mà. Và đó là những cái cộng sự, những cái đồng nghiệp mà nó sẽ cùng làm việc với mình khi thực hiện cái công việc đó. Thí dụ như là cái anh FO thì đương nhiên ảnh phải liên hệ với bộ phận sale marketing, ảnh liên hệ với housekeeping, ảnh liên hệ với F&B không, để thực hiện dịch vụ sau khi mà ảnh làm cái thủ tục check-in xong. Còn sale and marketing, sale là nó phải trước không à, trước khi là làm cái thủ tục check-in, đúng không? Thì khi chúng ta phân tích tổ chức là phân tích cái nơi làm việc á, để chúng ta xem thử coi là khi mà chúng ta thực hiện á, nó như thế nào. Như vậy là để xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo, mình phân tích ba yếu tố. Thứ nhất là công việc, thứ hai và công việc nó thể hiện cái nhiệm vụ á, thứ hai đó là người thực hiện công việc, đó là cá nhân, và thứ ba là nơi làm việc, đó là cái tổ chức doanh nghiệp mà mình đang làm. Trên cơ sở đó em sẽ xác định mục tiêu đào tạo. Nhưng để xác định mục tiêu đào tạo thì việc đầu tiên, bây giờ mình biết là có nhu cầu đào tạo, nhưng mà mình sẽ confirm lại bằng cách nào? Phương thức xác định cái nhu cầu đào tạo là mình phải trao đổi với quản lý bộ phận. Ủa thì cái anh nào anh quản lý, anh sẽ biết được là người nào thiếu kỹ năng, thiếu kiến thức. Cái thứ hai là mình sẽ giám sát cái tình hình hoạt động của nhân viên. Cái người nhân viên đó có đáp ứng được cái yêu cầu của mình hay không? Đúng nào? Cái thứ ba là mình dùng phương pháp phỏng vấn để mình hỏi trực tiếp luôn, phỏng vấn người quản lý, phỏng vấn cái người làm việc. Dùng cái phiếu điều tra, các em còn nhớ là phương pháp phỏng vấn và phiếu điều tra mình được sử dụng ở trong cái công việc gì không các em? Phỏng vấn và phiếu điều tra đó là mình dùng trong công việc gì nhớ không? Rồi mời Nguyễn Hoàng Khang của N24. Dạ thưa cô, là thu thập thông tin đúng không cô? Đúng, chính xác. Đúng.
là mình dùng để thu thập thông tin, phân tích công việc ha. Và như vậy thì ở đây một lần nữa là trong đào tạo là các em cũng sẽ dùng phỏng vấn, phiếu điều tra, rồi trong tuyển dụng mình cũng dùng phỏng vấn, cho nên là những cái phương pháp này nó sẽ, đặc biệt là phương pháp phỏng vấn á, được sử dụng rất là nhiều không trong các cái hoạt động về nhân sự. Rồi chúng ta có thể là phân tích các vấn đề của nhóm, tức là cái problem, nó gọi là group problem, và chúng ta có cái phần problem solving như thế nào. Chúng ta sẽ dựa trên những cái báo cáo ghi chép về kết quả thực hiện, coi là cái điểm mạnh, điểm yếu của chúng ta là ở đâu. Và khi mà chúng ta confirm là chắc chắn là có nhu cầu đào tạo rồi, thì chúng ta phải làm cái bước tiếp theo, đó là xác định mục tiêu đào tạo. Em còn nhớ nguyên tắc xác định mục tiêu là nguyên tắc gì không các em? Nguyên tắc xác định mục tiêu là chúng ta dựa trên nguyên tắc gì các em nhớ không? Rồi mời Nguyễn Hoàng Khang. Dạ, SMART đúng không? Đúng rồi, đó là nguyên tắc SMART, chính xác. Cô mời Tuyết Thi, cái chữ S đó là cái gì vậy các em? S trong SMART á. Em không nhớ tiếng Anh nhưng mà có thể tiếng Việt đúng cô? Được, nói đi. Cô dạng liệt kê cụ thể ra cô. Rồi, đúng rồi. Nó là cái từ specific, là liệt kê cụ thể. Rồi, đúng rồi. Yeah. Tiếp tục luôn nha. Là còn cái chữ M là gì vậy Thi? Dạ, dạng mình đo lường, định lượng hả cô? À, đo lường, định lượng được. Rồi, ok. Cái chữ A. Dạ, là mục tiêu. Chữ A không phải là mục tiêu. chữ A của chúng ta là attainable, achievable á, thì nó có nghĩa là gì? Mời một bạn khác đi ha, mời một bạn khác. Rồi mời Mộng Tuyết. Là cái tiêu chí thứ ba là attainable nghĩa là gì Tuyết ơi? Hả? Ủa Tuyết giơ tay rồi sao tự nhiên im lặng luôn là Tuyết? Dạ em xin lỗi em quên mở mic. Rồi ok. Dạ thưa cô, cái chữ A là có thể đạt được à? Đúng rồi, có thể đạt được. Attainable, đúng không? Rồi, còn cái chữ như vậy là chúng ta có SMA rồi, chữ A. Chữ R á, là gì? Dạ thưa cô là... Realistic hoặc là relevant á. Dạ thưa cô là thực tế ạ. Rồi, nó phải phù hợp với thực tế. Và cái cuối cùng là chữ T là gì? Dạ cô là thời gian để hoàn thành. À đúng rồi, là chúng ta phải có giới hạn thời gian, time bound, đúng không? Rồi, hoàn toàn chính xác. Và khi chúng ta xây dựng cái mục tiêu là chúng ta phải xây dựng dựa trên cái tiêu chí SMART như vậy. Bây giờ các em sẽ nghe nè. Một bạn, khi cô hỏi một bạn cũng học cái dòng lớp 26 nè, cô hỏi là em ơi mục tiêu của em là gì vậy? Thì bạn đã nói với cô như thế này: mục tiêu của em là tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Rồi theo em, cái câu mà bạn trả lời có đáp ứng được cái nguyên tắc SMART không các em? Nè, cô hỏi là mục tiêu của em là gì, rồi mời bạn Nguyễn Vi. Cô là em nghĩ là chưa đạt được mục tiêu. Rồi, vì bạn chưa có nói được là bạn muốn tốt nghiệp loại gì á. Đúng rồi. Rồi, còn gì nữa không? Thí dụ như bạn nói là tôi, mục tiêu của tôi là, bây giờ bổ sung ha, bổ sung theo cái ý của Uyên Vi nha. Mục tiêu của tôi là tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn, loại khá, điểm bình quân là 7. Rồi, ok. Rồi, vậy đủ chưa? Rồi, mời Tuyết Thi. Dạ thưa cô, là còn thiếu thời gian cụ thể cô. À, thời gian cụ thể nữa. Rồi, như vậy là phải bổ sung cái thời gian cụ thể vô nữa đúng không? Thí dụ như là tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2022. Cô mời Ngô Thúy Vi. Nhóm bạn là thời gian đó cô. Là thêm thời gian. Như vậy bây giờ thí dụ như là cô cho thời gian luôn nha. Cô cho thời gian nghe nha. Mục tiêu của em là tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn, điểm bình quân tốt nghiệp là 7 điểm, vào tháng 6 năm 2022. Rồi
đáp ứng được cái tiêu chí SMART chưa? Đáp ứng được chưa? Nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ coi là nó đúng hay chưa nha. Mục tiêu của em là tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn với điểm tốt nghiệp bình quân là 7 điểm vào tháng 6 năm 2022. Thời gian là có rồi đúng không? Thời gian là có rồi. Cái định lượng là có rồi. Đúng chưa? Và nó bạn đưa ra 7 điểm là nó chắc chắn nó phải phù hợp với cái điều kiện học tập của bạn. Đúng chưa? Rồi, ok. Định lượng là có luôn rồi, là tại vì nói 7 điểm. Nhưng mà theo em á, là cái chỉ tiêu đầu tiên specific nó có đảm bảo được không ạ? Mục tiêu của em là tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Theo em nó cụ thể chưa? Rồi, ok. Cô mời Lưu Hồng Ngọc. Dạ thưa cô, là em nghĩ là chưa. Vậy thì theo em sẽ bổ sung cái gì? Em nghĩ là nó sẽ để là một là trung cấp, hai là cao đẳng, ba là đại học, đúng không cô? Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vậy nó mới chính xác. Chứ còn nếu mà nói là tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn, ai biết là tốt nghiệp ở cái mức độ nào? Sơ cấp hay là trung cấp hay là cao đẳng hay là đại học? Phải không ạ? Cho nên đó là những cái mà các em chú ý ha. Như vậy là em hiểu cái nguyên tắc SMART khi mà mình xây dựng là mình phải xây dựng như thế nào rồi ha. Thì dựa trên cái nguyên tắc SMART đó thì chúng ta sẽ phải xây dựng cái nội dung đào tạo của chúng ta, tức là căn cứ vào cái mục tiêu. Còn căn cứ vào cái mục tiêu, chúng ta sẽ xây dựng cái nội dung đào tạo. Thì nội dung đào tạo chúng ta lại dựa vào cái nguyên tắc khác, đó là nguyên tắc 6 V đúc hay là nguyên tắc 5 V đúc 1 H. Và 5 V đúc 1 H của chúng ta là nguyên tắc gì, các bạn còn nhớ không? 5 V đúc 1 H là nguyên tắc gì? Rồi, mời bạn ông Mỹ Duyên. Dạ thưa cô, là nguyên tắc 5 vợ 1 chồng của cô. Ừ, nhưng mà cụ thể nó là cái gì mới được chứ? Dạ thưa cô, là từ để em nhớ lại cô. Cô là how, when, where, không, why, what chứ không. Rồi, ok, cảm ơn. Nhưng mà nãy giờ là bạn nói vậy, nó không có theo một cái trình tự nào hết trơn á. Cô muốn em nói là nó phải đúng theo cái trình tự của chúng ta. Rồi, ok, cô mời bạn Tế Ngọc Như Ý. Dạ thưa cô, là what, when, where, how, why, who. Đúng rồi. Đầu tiên là mình biết mình cần phải làm cái gì trước nha Duyên ơi. Chứ tự nhiên em nhào vô cái em how liền hả? Con là làm như thế nào? Mình phải biết mình làm cái gì, làm ở đâu, làm khi nào, rồi mới bắt đầu là làm như thế nào, tại sao làm, và cuối cùng đó là ai, ai làm. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ha. Là nhớ, các em có để ý là những cái này nó cứ quay tới, quay lui, quay xuôi, quay ngược không? Này, là chúng ta thấy bài nào nó cũng đụng đến những cái nguyên tắc này hết á. Còn không có cái bài nào mà không đụng những cái nguyên tắc này hết. Cho nên là, và khi mà cô kiểm tra thì thiệt ra là cô cũng kiểm tra những cái mà cô cứ rào cho các bạn tới lui như vậy thôi. Nha. Như vậy là chúng ta từ mục tiêu chúng ta xác định được cái nội dung cần phải đào tạo nó là cái gì ha, thì chúng ta mới xác định được cái mục tiêu đó. Là mình sẽ biết là từ cái nội dung 5 V đúc 1 H này nè, mình biết là nhân viên sẽ tiếp thu cái kiến thức gì và cái công việc sẽ cải tiến ra làm sao. Và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ dựa trên cái chất lượng nhân sự và cái hiệu quả chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nha. Bây giờ mình đã xác định được cái nội dung rồi thì đương nhiên cái tiếp theo mình phải xây dựng đó là gì? Mình lên kế hoạch đào tạo. Mà muốn lên kế hoạch đào tạo thì em dựa vào mục tiêu này, em xây dựng nội dung đào tạo nè, và đương nhiên là hình thức đào tạo. Thì hiện nay phân loại hình thức đào tạo, chúng ta có nhiều hình thức phân loại. Cái đầu tiên là theo định hướng đào tạo. Định hướng đào tạo theo công việc hoặc là theo doanh nghiệp. Theo công việc á,
là nó chỉ là một công việc cụ thể, nhưng mà mình đi bất kỳ cái doanh nghiệp nào á, mà đúng cái công việc đó mình cũng làm được. Nhưng mà nếu mà theo doanh nghiệp á, là chỉ áp dụng được cho một doanh nghiệp thôi nha, chỉ áp dụng được cho một doanh nghiệp thôi nha các bạn, một doanh nghiệp cụ thể thôi. Vậy cô đang muốn hỏi các em là các em đang học chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn hệ cao đẳng, thì cái định hướng đào tạo đó là công việc hay doanh nghiệp? Rồi, mời Lưu Hồng Ngọc. Dạ thưa cô, em nghĩ đó là công việc. Rồi, em nghĩ đó là công việc. À, rồi bạn Vi có thể cho cô thêm một vài ví dụ định hướng công việc mà trường mình đang đào tạo không Vi ơi? Dạ cô, trường mình đào tạo là bếp. Bếp, rồi. FO. Ủa, FO là nó nằm trong cái quản trị nhà hàng khách sạn của em, chứ đâu có một cái lớp riêng về FO đâu em. Dạ. Giám sát đó cô. Trời ơi, giám sát cũng là một công việc ở trong cái chương trình của em thôi. Cô mời Lê Ngọc Như Ý nè. Dạ thưa cô, là có bếp, có quản trị khách sạn, nhà hàng, với lại có bên khoa lữ hành đó cô. Là khoa lữ hành thì đã chia ra hai bên, là một cái là quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, với lại một cái là hướng dẫn viên du lịch. Đúng rồi, ok. Đó là, và toàn bộ những cái ngành này là nó đều mang ý nghĩa là định hướng công việc hết. Tức là khi mà chúng ta vào bất kỳ một cái công ty nào, một cái nhà hàng nào, một khách sạn nào, một công ty du lịch nào, thì chúng ta đều có thể làm được hết. Nhưng mà cái định hướng doanh nghiệp là cô thí dụ như thế này nè, để cho em dễ hiểu. Tại vì mình hay dễ bị nhầm lẫn, là thí dụ như đối với mình á, là mình học quản trị nhà hàng và khách sạn thì mình chỉ làm trong nhà hàng và khách sạn thôi, còn các bạn quản trị lữ hành là bạn chỉ làm trong các cái công ty lữ hành thôi, đúng không? Cho nên là nó cũng mang hơi hướng của doanh nghiệp chút. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là cái định hướng đào tạo doanh nghiệp ở đây là nó xác định luôn doanh nghiệp đó là doanh nghiệp nào luôn. Thí dụ như Vietravel, khi nó tổ chức những cái lớp cạnh doanh nghiệp là nó chỉ là đào tạo đúng cái định hướng doanh nghiệp. Vừa cái công việc, thí dụ nó đào tạo hướng dẫn cho cái doanh nghiệp Vietravel của họ, thì cái công việc là công việc hướng dẫn. Nhưng thiệt ra cái công việc hướng dẫn này nó chỉ phù hợp với Vietravel thôi. Nếu như bê cái đó mà qua một cái đơn vị khác đó, là bạn cần phải có sự thay đổi. Tại vì lúc mà họ đào tạo đó, là cung cấp nguồn nhân lực cho Vietravel chứ không phải là những cái nơi khác. Hoặc là thí dụ như Sài Gòn Tourist á, thì em thấy là cái cũng có một cái trường trung cấp du lịch thành phố, nhưng mà cái nguồn nhân lực mà cung cấp là cho cái hệ thống Sài Gòn Tourist ha. Rồi ok, theo mục đích đào tạo chúng ta có đào tạo mới và đào tạo lại. Vậy các em đang đào tạo mới hay đào tạo lại? Vi đang đào tạo mới hay đào tạo lại đi Vi? Dạ đào tạo mới. À rồi, chắc chắn là em đang được đào tạo mới rồi. Xin lỗi ha, lần sau cô sẽ gọi Vi và Thúy Vi nha. Dạ. Gọi Vi, cái hai Vi đều lên tiếng Vi nào. Rồi ok. Và hình thức đào tạo là chính quy, vừa học vừa làm. Lớp cạnh doanh nghiệp, lớp cạnh doanh nghiệp giống như hồi nãy cô mô tả với các em á, là Vietravel á, là nó đào tạo ngay cạnh cái doanh nghiệp của nó. Nó tổ chức lớp ngay tại cái công ty Vietravel và mời thầy cô từ trường mình qua bên đó dạy ha. Và các học viên là nó cũng tuyển vô nha các bạn, tức là nó cũng có phần training, nó cũng tuyển vô, nhưng mà nó sẽ tuyển vô và học ở cái lớp này để làm chi, để vô làm việc cho họ nha. Thì cái lớp đó gọi là lớp cạnh doanh nghiệp. Kèm cặp tại nơi làm việc á, là em được hướng dẫn tại chỗ luôn, và sẽ có người đi kèm với em. Nó giống như là coaching gì đó, huấn luyện viên á, đi kèm với em để mà em làm việc. Vậy thì bây giờ các em đang học cái hình thức nào vậy? Chính quy hay là vừa học vừa làm? Rồi Ngô Thúy Vi. Dạ cô là chính quy. Em là chính quy. Nhưng sau này khi mà em đi học đại học á, thì em là vừa học vừa làm á. Sau này mình học liên thông là mình vừa học vừa làm nha. Rồi ok. Cảm ơn các em. Theo địa điểm nơi đào tạo thì
tại nơi làm việc, tức là ngay tại cái doanh nghiệp đó, ngoài nơi làm việc là đi học ở trường. Theo đối tượng học viên, thí dụ em là đối tượng học viên là mới nè, interest nè, không biết cái gì hết trơn á, vô học. Nhưng mà cũng lớp trường mình cũng thỉnh thoảng tổ chức một cái lớp là dành cho những người là đã và đang đi làm ha, và họ được đào tạo lại nha các em. Rồi ok, mình đã phân thức hình thức đào tạo thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn, phân biệt kỹ hơn, đó là đào tạo tại nơi làm việc và ngoài nơi làm việc á, thì nó khác nhau sao. Em sẽ thấy là đào tạo tại nơi làm việc hay còn gọi là đào tạo tại chỗ, thì nhớ cái thời gian học của chúng ta là ngắn hạn thôi nha. Đào tạo tại chỗ không bao giờ dài hạn. Em thấy là mình có một tháng hội nhập vào môi trường làm việc, một tháng thử việc á, thì chúng ta có 2 tuần được đào tạo tại chỗ, cho nên thời gian có 2 tuần thôi, tổ chức ngay tại doanh nghiệp để nắm bắt công việc và cái kỹ năng làm việc. Thì phương pháp là gì? Minh họa. Minh họa, em có thể cho cô một vài ví dụ là hiện nay em đang học những cái môn gì mà thầy cô giáo thường minh họa cho em, rồi em bắt chước mình làm theo. Rồi mời Trần Quốc Quý. Cô là housekeeping. Rồi housekeeping. Rồi rồi gì nữa? FB. Rồi F&B ha. Còn gì nữa không? Em nghĩ là có FO, em chưa học nên em chưa biết. Rồi ok. Trương Phạm Ngọc Anh. Thưa cô là cắm hoa. Đúng rồi, cắm hoa. Trương Phạm Ngọc Anh là của 26. Đoàn Thị Mai Phương. Thưa cô là anh Văn nhà hàng khách sạn ạ. Anh Văn nhà hàng khách sạn hả? Là minh họa cho em rồi em bắt chước em làm theo hả? Dạ, kiểu như là gọi điện rồi tổng đài rồi mình sẽ trả lời như là một tổng đài rồi. Không, em lầm rồi nha. Em lộn qua Ngọc Anh ơi, cái đó là em lộn qua cái phương pháp role play nha, là trò chơi thế vai nha. Trò chơi thế vai role play là em đóng cái vai trò đó, còn minh họa là thầy phải làm trước rồi em nhìn thầy làm, em bắt chước em làm theo, hiểu không? Còn cái phương pháp mà em nói á, là được gọi là phương pháp role play, tức là trò chơi thế vai, là thí dụ như em đóng vai operator đúng không, rồi một bạn khác đóng vai khách, và như vậy là gọi là reservation by telephoning á, không à, by telephone, thì như vậy là sẽ gọi điện thoại và em sẽ trao đổi cái đó gọi là trò chơi thế vai. Rồi ok, cô mời một bạn nữa cho cô cái ví dụ về minh họa đi ha. Rồi mời bạn theo thứ tự ở đây đi nha. Theo thứ tự ở đây. Rồi mời bạn Nguyễn Trang Thảo đi. Cô xin lỗi, Trương thì Trang là có rồi, cho nên giờ cô ưu tiên cho bạn Trang Thảo nha. Thưa cô là môn quản trị yến tiệc. Quản trị yến tiệc. Và cụ thể là thầy minh họa cái gì và em bắt chước làm theo. Dạ thưa cô, xếp cái khăn bàn, xếp cái khăn bàn cho nó có kiểu cô. Rồi cái đó gọi là cái nghiệp vụ gì nhớ không? Skirting. Dạ, em quên. Đó là skirting ha. Rồi ok, cảm ơn các em. Như vậy thì minh họa. Rồi, còn kèm cặp á, là có người hướng dẫn em nha, tức là có người đi kèm em thấy cặp nè. Cặp là 2 người, là em là cái người nhân viên mới, và kèm là cái có người là đi kèm để hướng dẫn em nha. Và cái kèm cặp này nó sẽ... Trời ơi, sao quá trời người giơ tay vậy? Ủa, các em muốn giơ tay phát biểu gì vậy? Cô chưa đặt câu hỏi mà sao giơ tay nhiều vậy? Rồi ok, còn cái đỡ đầu á, đỡ đầu là coi như là chỉ dẫn công việc. Thí dụ như cô là cái người đỡ đầu cho em, nhưng cô không có đi kèm em đâu nha, cô mới đi kèm em. Cô chỉ dẫn em làm ABCD vậy đó, rồi em tự làm. Trong quá trình em làm em có vấn đề thì lúc đó là cô mới chỉ thêm. Còn kèm cặp là cô bám sát em, cô đi kèm với em luôn, và em làm em sai chỗ nào cô sửa chỗ đó ha. Thì có thể trong quá trình đó là có khi cô cũng sẽ minh họa để em bắt chước em làm theo. Rồi còn luân chuyển công việc, tức là đây là một hình thức đào tạo đa chức năng á các em. Nó gọi là multitask hoặc là multifunction á.
Có nghĩa là em từ thí dụ như em ở bên FO chuyển qua, thí dụ em F&B chuyển qua FO, rồi FO là chuyển qua sales. Như vậy thì khi em lần lượt em luân chuyển từ vị trí này qua vị trí khác là em cứ học thêm cái nhiệm vụ chức năng của từng cái vị trí một. Và cái đó là nó sẽ giúp cho mình có cái khả năng multitask, tức là mình có thể làm được nhiều công việc. Mà cái ngành nghề mình á, là khi mà em muốn lên chức á, trời đất ơi, sao tự nhiên chiều này cô bị chợt, bị rách đường vậy trời. Là khi mà mình muốn mà lên vị trí cao hơn á, thì thường á là phải luân chuyển cái vị trí công tác. Thường á em biết là ngành của mình là start small, là bắt đầu bằng một vị trí rất là thấp, rồi step by step là lần lượt qua chỗ này, chỗ này, chỗ này, thì mới bắt đầu là lên được một cái vị trí lãnh đạo ha. Thì ưu điểm là chi phí thấp, tại vì nó ngắn hạn mà cô cũng đâu cần phải trả tiền cho thầy cô giáo đâu, đúng không ạ? Và phù hợp với đào tạo cho nhân viên mới, hoặc là thuyên chuyển công việc nha. Nhưng rõ ràng là khi mà cô giao cái người kèm cặp hoặc đỡ đầu hay là minh họa thì chắc chắn là nhân viên sẽ bị chi phối bởi cái công việc của mình rồi, bị gián đoạn công việc của mình rồi, và cái người được đào tạo sẽ bị chi phối bởi cái người đào tạo. Tại vì lúc đó là em có công nhận với cô là ngay như bây giờ nè, em học trong trường thôi nha, em học trong trường mà thí dụ như bây giờ em học cắm hoa đi, và có hai, may là hình như trường mình là, trường mình chắc có hai cô dạy cắm hoa đúng không các em? Nhưng mà em sẽ thấy là nếu mà hai cô dạy là có thể theo hai phong cách khác nhau, và cái lúc mà em cắm á, là nó sẽ theo em học của người nào là em sẽ theo theo cái kiểu của cô dạy ở cái phần của em. Hoặc là thí dụ như bây giờ set up đi, set up bàn, lúc em học là thầy Tuấn thì lại set up theo một kiểu, thầy rồi thầy Tài lại theo một kiểu, hoặc là thầy Duy lại theo một kiểu khác. Có nghĩa là em sẽ bị chi phối bởi cái người hướng dẫn, và cái người hướng dẫn đó có những cái hay là em học, nhưng mà nếu người hướng dẫn có những cái dở đó em học luôn, không, họ có những cái điểm khiếm khuyết gì đó, tại vì mình học mình thầy nào là trò đó mà, cho nên mình học luôn. Và rõ ràng là mình không tập trung được vào công việc. Ngược lại với đào tạo tại chỗ, đó là đào tạo tập trung. Thì đào tạo tập trung là đào tạo tại trường á, không à, hoặc là ra khỏi nơi làm việc á, thì khóa học của chúng ta chắc chắn là dài hạn. Và phương pháp là gì? Thuyết trình hội thảo nè, thảo luận nhóm nè, cử đi đào tạo tại trường nè, đào tạo từ xa. Và cô muốn nói với các em cái đào tạo từ xa, thí dụ như cô và các em đang đào tạo từ xa nè, mà theo cái dự án sắp tới là trường mình cũng đang có một cái dự án tuyển dạy cao đẳng theo hệ đào tạo từ xa, đúng không? Các em thấy là các trường đại học là bây giờ đào tạo từ xa nhiều lắm, và nó cũng thuận lợi là sao? Nó phá bỏ không gian và thời gian. Em thấy là hiện giờ là các em ngồi ở nhà, mỗi người ngồi ở nhà khác nhau, chúng ta đâu có tập trung lên trường để mà chúng ta học đâu. Cho nên về không gian và về thời gian là phá bỏ. Ở đây là 5 lớp cùng một lúc, cho nên thời gian là bắt buộc phải tập trung. Nhưng mà giả sử như là cái số lượng học viên của chúng ta ít á, em thấy mấy cái chương trình đào tạo từ xa mà ở trên mạng mà nó quảng cáo không, thời gian flexible. Tại vì lúc đó là đào tạo one by one, tức là một người kèm một người, thì như vậy là em muốn học cái thời gian nào đó cũng được. Cho nên đào tạo từ xa có một cái ưu điểm rất lớn là phá vỡ cái không gian và thời gian, nhưng nó có một cái nhược điểm là việc quản lý nó rất là khó, là nó đòi hỏi cái tinh thần tự học tập của các em, cái nhận thức, cái ý thức của em nhiều hơn. Phương pháp mô phỏng là bắt chước y chang như thiệt vậy đó. Vậy cô đang muốn hỏi các em, ở trường chúng ta hiện nay đang có những cái bộ phận nào là đang làm mô phỏng y như thật ạ? Rồi, mời Trần Quốc Quý. Cô là bên nghiệp vụ FO và FB ạ, housekeeping nữa. Rồi, đúng rồi, FO, F&B và housekeeping. Chúng ta có hai phòng thực hành FO, chúng ta có hai phòng thực hành housekeeping, chúng ta có nhà hàng, chúng ta có quầy bar, đúng không? Và chúng ta có bếp, đúng nào? Rồi, giải quyết tình huống thì cô lưu ý trò chơi mô phỏng và giải quyết tình huống là cái phương pháp đào tạo thường dành cho nhân viên quản lý.
nhân viên quản lý mới thường hay thực hiện là cái mô phỏng và giải quyết tình huống nha. À, và đặc biệt là trò chơi mà sử dụng máy tính á, có sự hỗ trợ của máy tính là thường là nhân viên quản lý không các bạn, xử lý tình huống cũng là nhân viên quản lý. Thì ưu điểm là gì? Học tập trung rồi đương nhiên không bị chi phối bởi công việc, à, và họ có động lực tốt hơn. Nhưng nhược điểm là chi phí rất là cao, và chính vì chi phí cao đó cho nên người nào mà được cử đi đào tạo là ký một cái giấy thỏa thuận, à, tôi đồng ý là tham gia khóa học này và tôi sẽ đảm bảo là đạt yêu cầu, nếu không đạt yêu cầu tôi hoàn tiền lại cho đơn vị ha. À, và cái chúng ta bị gián đoạn công việc, tức là công việc đó sẽ phân công cho người khác, và đó là lý do mà cô nói là muốn đẩy người đi là cứ cho đi đào tạo không, và cho đi đào tạo về rồi không phân công lại, rồi ngồi buồn sự tình cũng phải xin nơi khác nha. Rồi ok. À, và tất nhiên nếu như chúng ta đào tạo mà thực sự đàng hoàng thì em đã có một cái plan là khi người đó về là sẽ họ ngồi ở cái vị trí nào. À, là mình phải có một cái plan đó rồi. À, thì đó là cái đào tạo ngoài nơi làm việc. Và ở đây có một cái bản tổng hợp các cái hình thức đào tạo, à, trong công việc hay là tại nơi làm việc, và ngoài công việc là ngoài nơi làm việc nha. À, cô chỉ cho các em cách nhớ nha. Em chỉ cần nhớ dùm cô là 4 cái hình thức đào tạo ngay tại nơi làm việc. Nhớ 4 cái. Như vậy hình thức đào tạo nào mà nó không nằm trong 4 cái này, cái mình quăng ra là ngoài nữa là việc. Hiểu ý cô nói không? Chứ bây giờ ngồi học hết mấy cái này là mệt mỏi lắm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quá trời luôn. Nên em chỉ cần nhớ là gì? Chỉ dẫn công việc nè. Tức là đỡ đầu đó. Không. Học nghề. Học nghề là em interest không biết cái gì đó. Em vô học nghề bậc 1 nha. Rồi kèm cặp chỉ bảo, luân chuyển là khác nha, mà thuyên chuyển là khác nha. Luân chuyển là lần lượt từng người sẽ qua các cái đơn vị này học, nhưng mà thuyên chuyển là em đang vị trí này, em chuyển qua một cái vị trí khác. Rồi là point de final, chứ không có thay đổi không có cái luân chuyển. Thì chúng ta có 4 hình thức. Còn ở bên đây á, cô muốn nói thêm các em là cái hình thức này. À, như hồi nãy là cô nói là đào tạo theo kiểu chương trình và sự trợ giúp của máy tính nè, không? Rồi đào tạo theo kiểu tình huống nha, phòng thí nghiệm là thường á, là những anh nhân viên quản lý sẽ học nha các bạn, mô hình hóa cũng vậy. Nhưng cô đang muốn hỏi em là cái lớp đào tạo kỹ năng xử lý công văn giấy tờ thì thường cái lớp này là dành cho ai, các em có biết không ạ? Em dự đoán coi là dành cho ai? Ai sẽ là cái đối tượng? Rồi mời bạn Trương Thị Trang. Thưa cô, em nghĩ là bộ phận nhân sự. Bộ phận nhân sự hả? Bộ phận nhân sự vậy chỉ có nhân sự mới đi học xử lý công văn giấy tờ thôi hả? Rồi ok. À, mời bạn Nguyễn Hoàng Khang. Dạ, em nghĩ là bộ phận mấy người quản lý sẽ học cái đó. Rồi chính xác ạ. Những người quản lý sẽ phải đi học cái lớp này, đào tạo kỹ năng. Tại vì bình thường á, những cái người họ đang từ một cái operative, bây giờ họ lên supervisor, thì họ phải làm những cái bản báo cáo, đúng không? Những cái bản thống kê, đúng chưa? Rồi lập biên bản, rồi vân vân. Cho nên họ phải có thêm cái kỹ năng xử lý công văn giấy tờ ha. À, cho nên là những cái người mà làm công tác quản lý là thường hay được đưa đi đào tạo về hành chánh lắm. Cái này nó gọi là đào tạo nghiệp vụ hành chánh văn phòng á. Các em có học nghiệp vụ hành chánh văn phòng không? Đó là tại vì tương lai các em sẽ trở thành các nhà quản lý đó. Thành ra là em phải học nghiệp vụ quản lý hành chánh văn phòng. Chứ không lẽ làm quản lý không biết làm quyết định thông báo rồi biên bản rồi này kia. Đúng không? Rồi ok, đó là cái hình thức nha. Mình đã xác định được nội dung, mình xác định hình thức thì đương nhiên mình thực hiện kế hoạch đào tạo. Mình phải đảm bảo đúng cái tiến độ. Vậy cô đang hỏi em, muốn hỏi em nè, là tại sao tụi mình, thầy trò mình phải ngồi học online vậy? Lý do tại sao? Rồi, mời bạn Lưu Hồng Ngọc. Dạ, thưa cô, em nghĩ là để đúng tiến độ, tốt nghiệp ra trường đi làm. Đúng rồi, mới đảm bảo được tháng 6 chứ. Không, mà cái tình hình này á, cô nói nghe nè. Là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta mỗi ngày là cái con số mà lây nhiễm nó không dưới 3 con số nha các bạn.
nên cái khả năng là chúng ta sẽ học online dài dài đó. Còn nhưng mà đảm bảo sao là đúng tiến độ là khoảng giữa năm của 22 là coi như là các em tốt nghiệp. Không? À, thực hiện xong rồi đương nhiên là phải đánh giá bằng cách là gì? Kiểm tra. Đúng không? Cho nên cái việc em kiểm tra định kỳ, không? Rồi kiểm tra hết môn, chuẩn bị tinh thần kiểm tra hết môn online luôn nha. Không à? Rồi khảo sát cái người học, tức là lấy feedback. Không à? Rồi chúng ta so sánh hiệu quả làm việc của nhân viên trước và sau, tức là trước khi em học em có biết gì. Thí dụ như bây giờ em học nhân sự đi, trước khi em học nhân sự em có biết cái gì về nhân sự không? Nhưng sau khi em học xong em biết cái gì? Đó. Không à? Như vậy thì là nó sẽ thể hiện cái hiệu quả ha. À, đó là cái đánh giá hiệu quả đào, đánh giá cái kết quả đào tạo nha. À, và khi chúng ta đánh giá đào tạo thì chúng ta còn phải biết một điều nữa nha, là cái hiệu quả đào tạo thể hiện bằng chi phí nó như thế nào. Thì đây là giá trị gia tăng do đào tạo so với tổng chi phí đào tạo. Thì đứng về mặt doanh nghiệp á, tiền em bỏ ra thuê giáo viên, địa điểm, thiết bị v.v. em cộng hết tổng chi phí mà em phải chi cho cái khóa đào tạo đó. À, nhưng mà nhân viên đào tạo xong á, là khi mà họ về họ làm việc á, thì có tăng được cái hiệu quả làm việc không? Có tăng được doanh thu không? Tăng chất lượng sản phẩm, tăng được cái chất lượng dịch vụ không? Nếu mà tăng thì có nghĩa là hiệu quả đào tạo tốt. Nhưng nếu như mà chúng ta thấy là ok, nó vẫn là vũ như cẩn, tức là vẫn như cũ, thì điều đó có nghĩa là hiệu quả đào tạo đặc không cao. À, còn đối các em nè, cô chỉ cho em nè, tổng chi phí đào tạo của mình 2,5 năm là 2,5 năm đúng không? Vậy cô tính bình quân 30 tháng là cô tính là 8 triệu một tháng đi. Thì em biết không là khi mà em đi ra trường em làm á, không à, nếu như tiền lương khởi điểm của em là 8 triệu á, thì có nghĩa là gì? Là chúng ta què vốn. Chúng ta không có dư được đồng xu nào hết. Nhưng mà thí dụ như là em lương của em phấn đấu và em đầu tư vào những lĩnh vực khác và nó lên tới 10 triệu thì chúng ta dư được 2 triệu. Em hiểu không? Có nghĩa là hiệu quả đào tạo tăng 25%. Không, hiệu quả đào tạo tăng 25%. Tại vì nếu mà lương 8 triệu là coi như là em cũng phải mất là 2,5 năm em mới lấy lại vốn. Mà cái đó là ba mẹ vẫn là phải hỗ trợ nuôi em đó nha. Chứ còn thí dụ em mà tự thân vận động á, thì em sẽ thấy là giả sử em tiêu 4 triệu đi, còn 4 triệu em để dành là chúng ta phải mất bao nhiêu 5 năm mình mới lấy lại vốn á. Cho nên là cái giá trị gia tăng nó phải tăng lên thì mình mới lấy lại vốn nhanh. Hiểu chưa? Không. Nên cần phải có một cái sự đầu tư nha các em. Không có sự đầu tư là không được đâu. Nha. Rồi, ok. À, và trong cái một tháng mà em thử việc á, thì nó sẽ có cái định hướng nghề nghiệp cho em. Không, sẵn đây cô cũng chỉ luôn cho bạn Hải Đăng nè. Hải Đăng phải soát xét lại coi là cái năng khiếu và cái nguyện vọng cá nhân của mình là cái gì. Tại vì cái định hướng nghề nghiệp này là giúp cho em khám phá khả năng của mình. Và đối với doanh nghiệp là khám phá khả năng của người nhân viên để có cái lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn và có một cái chương trình đào tạo phù hợp. Hiểu không? Nên bản thân mình cũng phải coi là mình có năng khiếu gì, rồi cái nguyện vọng của mình là gì. Thì cái công việc mà sắp tới mà mình sẽ làm á, là cái yêu cầu nó ra làm sao, phải không? Nó yêu cầu ra làm sao. À, và nếu như hai cái này mà nó mép với nhau á, thì phải có một cái chương trình hỗ trợ nha. À, và các bạn thấy là có bao giờ em nghe là người chọn nghề và nghề chọn người không các em? Có bao giờ em nghe cụm từ, thí dụ như bây giờ là em đang học cái nghề này nè, là em đang chọn nghề hay là nghề chọn em vậy? Dạ, chọn nghề cô. À, em đang chọn nghề, đúng không? Nhưng mà có thể sau này khi em đi ra làm việc rồi á, tự nhiên em không làm những cái chả có liên quan gì đến hospitality hết á, không? Và em chuyển hẳn sang một cái lĩnh vực khác, không? Thì lúc đó lại là nghề chọn người rồi. Đúng không? À, cô đã từng gặp rất là nhiều nha. À, thí dụ như hồi nãy cô tư vấn cho Hải Đăng là em có thể học lĩnh vực nhân sự, nhưng mà cái nhân sự của em vẫn là ở nhà hàng khách sạn, tức là nó vẫn còn có liên quan.
Nhưng mà cô đã từng thấy là có những bạn là sau này làm những cái nghề mà nó chả có liên quan gì hết trơn á. Thí dụ như có một bạn là lớp trưởng luôn, lớp trưởng luôn nha, hình như khóa 5, khóa 6 rồi gì đó. Nhưng bây giờ bạn lại làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Bạn làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các bạn. Tức là bạn chuyển qua một nghề mà bạn rất là thích thú với cái nghề đó. Và bạn nói là trời ơi, cái lúc mà em đi làm cái nghề này sao em cảm thấy em thích thú cô, và em cảm thấy em không muốn rời. Rồi à, có một lần cô đi giao dịch ở ngân hàng á, thì cô cũng gặp một học trò của cô là làm việc teller ở ngân hàng đó. Và cô nói ủa tại sao mà em lại vô ngân hàng. Các bạn đó nói với cô vậy nè: cô ơi, em thích về tài chính, em thích về tài chính và em thích cái môn kế toán tài chính, mà đặc biệt là em thích cái lĩnh vực ngân hàng, cho nên em làm ở khách sạn Thời Gian thì em có đề đạt cái nguyện vọng á là cho em làm ở lĩnh vực là ở phòng kế toán tài chính. Nhưng mà cái nhà hàng, cái khách sạn đó lại không đồng ý chuyển em đi. Tại vì em đang làm ở FO và em làm cũng khá là tốt, cho nên họ không chuyển em đi. Thì cái ngân hàng này á, tuyển người, vậy là em apply vào. Và sau khi phỏng vấn 2 vòng và như vậy thì em được vào làm việc. Nên em nghỉ luôn ở bên nhà hàng và em qua. Mà em làm việc ở đây á, còn em làm việc ở đây và em cảm thấy là lúc đầu là em làm một cái chi nhánh khác, cần chi nhánh này em mới về, nhưng mà em làm và em cảm thấy em rất là thích. Cho nên là cô ơi, nghề chọn người chứ không phải là em chọn quản lý nhà hàng khách sạn. Nhưng cuối cùng thiệt ra em vẫn muốn là có liên quan quản lý nhà hàng khách sạn, nhưng mà sếp không chuyển cho em lên phòng kế toán tài chính là cái em đam mê không. Và hiện giờ em cũng đang học về liên thông lên đại học, nhưng mà em cũng học lĩnh vực tài chính ngân hàng luôn, để nó đáp ứng được cái yêu cầu nghề nghiệp của em. Em thấy không? À, nhưng mà có những bạn là trời ơi, phát triển cái lĩnh vực này tuyệt vời luôn, tức là em chọn nghề và đúng cái nghề mà em yêu thích. Hoặc thậm chí có những bạn á, là chọn á, không có thích, nhưng mà vô làm là học một thời gian, nói với cô trời ơi, cái lúc mà em vô học em chả có gì yêu thích, nhưng mà đến chừng em học rồi thì em thích quá cô ơi. Không à? À, thành ra là em thấy là em sẽ check lại cái năng khiếu và cái nguyện vọng cá nhân em cùng với những cái yêu cầu công việc. Thì hiện nay là doanh nghiệp nó đưa ra, không à? À, thì yêu cầu công việc về quản trị khách sạn nhà hàng nè, về kỹ thuật nè, bán hàng nè, sales á, marketing nè, FO nè. Không? Và bây giờ cô muốn hỏi em nè, em có khả năng giao tiếp không các em? Giao tiếp của các em tốt không? Hả? Hải Đăng ơi, khả năng giao tiếp em tốt không Hải Đăng? Dạ cũng được cô. Cũng được ha, em muốn nghiên cứu tâm lý con người là giao tiếp của em phải tốt đó nha, em phải biết cách nói chuyện đó nha. Rồi, dạ. Ok. À, Thúy Vy ơi, em có khả năng đàm phán không em? Tức là khả năng thuyết phục người khác làm theo ý của mình á. Dạ không cô. Không ạ. Rồi à, Quý có khả năng phân tích không Quý? Phân dạ, tích sự là... việc á. Ừ. Dạ em nghĩ là có à. Em có à, em có khả năng hả? À, về kỹ thuật. Thôi về kỹ thuật thì tôi nghi ngờ bên nhà hàng và khách sạn lắm. Tại mỗi lần mà cô gặp problem gì về vấn đề kỹ thuật mà cô nhờ là các bạn toàn chối, gọi là từ chối, mà cuối cùng tự cô phải tự xoay sở đấy mà. Thí dụ như máy vi tính hoặc là mic bị cái gì mà cô nói ai, ai có biết gì về kỹ thuật lên đây hỗ trợ cô coi. Mà ngộ lắm nha, bên cái ngành của mình nó làm như đi làm kiển nha, nhất là các bạn nam á, là coi như hiếm hoi có bạn mà chạy lên hỗ trợ cho cô lắm nha. Nghiên cứu viết lách ngoại ngữ. Ngoại ngữ các em có tốt không hả Vi? Ngoại ngữ có tốt không Vi? Dạ bình thường cô cũng khá. Bình thường. Rồi ok. Ông Anh Liệt ơi, em có đó không? Dạ có cô. Rồi khả năng ngoại ngữ em có tốt không à? Có tiếp dạ. xúc nói chuyện được không?
Dạ cũng không tốt lắm cô ơi. Ừ vậy ráng cố gắng lên nha. Tại cái ngành của mình đòi hỏi khả năng ngoại ngữ dữ lắm á. Nếu em muốn làm 4 sao và 5 sao nha. Rồi dạ, ok cô. À, thì từ cái yêu cầu và năng khiếu đó thì người ta đưa ra chương trình hỗ trợ. À, ví dụ như là doanh nghiệp họ sẽ cố vấn nghề nghiệp cho mình. Rồi họ sẽ cho mình biết thông tin về công việc. Không à, những cái công việc mà họ đang tuyển người á thì họ sẽ cho mình biết. Rồi họ sẽ phản hồi cho mình biết cái năng lực làm việc của mình và cái hướng phát triển nghề nghiệp của mình ra làm sao. Không? À, rồi thậm chí là luân chuyển các em để biết là em làm tốt nhất ở cái lĩnh vực nào và thậm chí là khuyến khích cái cơ hội học tập trong và ngoài công ty ha. À, tức là trong công ty là học cái gì mà ngoài công ty là học cái gì, thì đây là cái chương trình hỗ trợ đào tạo để giúp cho các em xác định cái hướng nghề nghiệp để khả năng thành công là cao nhất, và em đi đúng hướng thì cái khả năng thành công nó rất là cao. Như vậy thì cô đã giới thiệu với em toàn bộ cái bài đào tạo và phát triển ha. Tuần sau là chúng ta sẽ học về cái đánh giá và học về phần tiền lương ha. À, rồi ok, và chúng ta sẽ có một số các câu hỏi ôn tập. À, tại sao công tác đào tạo và phát triển cần được thực hiện một cách có tổ chức và có kế hoạch tại khách sạn nhà hàng? À, phương pháp đào tạo phát triển nhân lực nào đang và có thể thực hiện, tức là đang thực hiện và có thể thực hiện nha, là phương pháp nào? À, có cần kết hợp các phương pháp đào tạo và phát triển hay không? Không à. À, rồi tổ chức hoạt động đào tạo và phát triển được tổ chức như thế nào, tức là em trình bày cái quy trình đó kìa. Còn cái câu số 2 là em trình bày những cái phương pháp đào tạo ha. Rồi, và cái mối liên hệ giữa đào tạo và phát triển là như thế nào đó. Rồi ok. À, như vậy là cô đã giới thiệu các em cái nội dung của nhóm chức năng thứ hai, đó là đào tạo và phát triển. Rồi các em còn muốn cô trao đổi gì thêm nữa không? Hả? Không. Dạ không nha. Tập nha, giao tiếp là dạ không nha. Dạ okay. Không. Được dạ. Rồi, cảm ơn, là phải có kính ngữ đó. Mai mốt là đi tuyển dụng không có kính ngữ là bị loại đó. Rồi ok. Nếu mà các em không có cái muốn cô trao đổi gì thêm thì cô dừng lại ở đây. Đầu gối tròn, đầu gối tròn. Rồi ok. À, thầy Cán ơi, cô trả lớp lại cho thầy nè. Dạ con cảm ơn cô ạ. Rồi cảm ơn thầy Cán nha. À, các bạn ơi, cho thầy xin ít phút để điểm danh lại một vài bạn nha. À, lớp 23 cho thầy hỏi bạn Vương Quốc Hào có đi học không ạ? Bạn hôm nay đi xét nghiệm Covid từ trưa rồi thầy ơi, không có về kịp để học. Rồi ok em. Bạn Hà Quang Trường có đi học không ạ? Bạn Hà Quang Trường cũng đi test Covid luôn á thầy. Rồi, lớp N23 các bạn có thể rời nhóm. N24 các bạn đi học đầy đủ, các bạn cũng có thể rời nhóm. N25, cho thầy hỏi bạn Trần Nhất Nam Trung có đi học không ạ? Có thầy ơi, có thầy ơi. Rồi, các bạn N25 các bạn có thể rời nhóm. Rồi lớp N26, cho tôi hỏi bạn Nguyễn Thị Thu Hiền có đi học không ạ? Nguyễn Thị Thu Hiền. Thu Hiền còn đi học không các bạn? Dạ bạn Bảo Lưu rồi thầy. Bạn Bảo Lưu rồi đúng không? Rồi cảm ơn em. Bạn Nguyễn Hoàng Sơn có đi học không ạ? Nguyễn Hoàng Sơn. Hoàng Sơn vắng. Rồi các bạn lớp mình là 26, các bạn có thể rời nhóm. N27. N27 các bạn đi học đủ, các bạn có thể rời nhóm. Nếu không còn vấn đề gì nữa các bạn có thể thoát nhóm nha. Chào các bạn. Dạ bye bye thầy. Em chào hả? Dạ bye bye thầy. Chào các bạn.